Rồi cô bác ơi, gì là cô bác mình thấy hậu trường đó nha. Theo các giờ cổ và tiếp tục lên đường. Khóa cửa lại. Ở ngoài này là mấy cây sen mình ương nè cô bác. Ương nó lên quá xá lên rồi nè. Bắt đầu nữa là mình sẽ cấy vào những cái ao này để cho nó lên cho nó đẹp chơi. Nói gì nói chung cũng phải kiểm tra lại cái máy quay kia. Quay rồi đó cô bác ơi. Sáng lại mang cái ấp vào cổ. Bữa nay mưa quá, sao mưa không có hái sớm được, chắc là 8 giờ mấy mới đi hái đó. Mỗi bữa là khoảng chừng 7 giờ là mình đi hái. Bữa nay hơi trễ, mưa quá mưa. Tại dưới nhà còn cơm nước còn nữa. Cái này đảm đang quá ha, người ta nói là giỏi diệt nước mà đảm diệt nhà gì đó. Ôi con gái ngoan nha. Cái gì mà nó cắn mình dữ vậy? Mưa giết rồi mấy con mũi, tao nói con nào con lấy uống nút chứ. Trời mưa quá, mưa rồi bắt đầu nó sinh ra mấy cái con gì, cái con lăng quăng á, ngồi đầy. Cô bác ở biết là ở trong vườn của mình á, là mấy cái bập dừa, bẹ dừa, mấy cái vũng nước rồi thiếu gì. Rồi bởi vì mưa một cái là bắt đầu là lăng quăng nhóc chân, như mấy cái chum này rồi nè, cô bác lăng quăng nhóc chân nè. Cái này là cái chỗ để tàn chứa mấy cái con lăng quăng đó. Cái xuồng kia thì không có dám kéo lên, cô bác ơi, kéo lên để trên bờ không thì nó mục. Chẳng thà cây mà mình ngâm nước nó cũng hư cô bác. Mình kéo lên khô là nó hư rồi. Chẳng thà khô là khô gáo luôn, còn khô mà ẩm ẩm là nó hư. Thành ra chẳng thà để dưới nước luôn, nó không hư. Rồi cái chừng nào cái mình tranh thủ mua keo về lắp sửa nó lại. Rồi bữa nay cái xuồng bữa nay thì nước không nữa rồi. Cô bác nào mà trời mưa sụt sịch thủ mũi cái gì đó nha, là cũng như cái xuồng này bây giờ nó nước không rồi đó. Khoan để quay trở lại hái cái khúc ở trong này, để chừng nữa mình xong rồi tới đây đó là coi như kết thúc luôn nha. Cái này nó ở mất trong rồi, hái cái trên nó xong luôn nha. Mưa quá, sao mưa ha. người ta cũng giống như là cái những cái trận mưa đó cô bác ơi. Có người thì mưa nhiều, có người thì mưa ít nha. Có người thì gặp khổ nhiều, có người gặp khổ ít, người ai cũng khổ chứ, rốt cuộc cùng trong biển khổ thôi không cô bác. Dù cho mà ai ngược gió ai xuôi gió không cô bác, rốt cuộc cùng trong bể khổ thôi, cũng vòng vòng lẩn quẩn vậy đó. Sinh ra cái từ từ cái làm việc. Cô bác còn nhớ cái câu chuyện mình kể mà mấy cái con vật không cô bác, cái tuổi của mấy con vật đó, con chó, con trâu, con bò, con khỉ rồi đó cô bác nào còn nhớ không ta? Từ nhỏ lớn lên sung sướng được khoảng chừng 9-10 tuổi gì đó, bắt đầu học, mà nói học mãi miết luôn nha. Cái tuổi nhỏ của bác ơi, lớp 1, lớp 2 học cũng như học chơi chơi vậy đó. Thấy không, từ từ lên lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi tới dài dài học tới đó nha. Rồi cái giác đó mới chứng kiến cái cảnh khổ đó. Cho nói học cắm cuối luôn đó, có người học dưới giờ điên luôn á, bị tâm thần luôn. Học quá sẽ học ha. Cái sự học, học cho đến năm 20 mấy tuổi là bắt đầu cài cuốc ha, ra trường xin việc cho nó cài cuốc quá xá cài cuốc luôn. Cài cuốc rồi bắt đầu là cài cuốc tới mà cái khi mà có vợ có con mà ta nói làm cái thân trâu nữa đó. Nuôi vợ nuôi con thì đủ thứ hết trơn á, khổ quá xá khổ rồi. Rồi cái năm còn từ 60-70 tuổi rồi đó, tớ nghỉ hưu rồi đó, có nghĩa là làm muốn hết nổi rồi. Sức mòn lực kẹt rồi thì lúc đó bắt đầu là giữ cháu nội cháu ngoại gì đó cô bác ơi. Mà giữ mà lớn quá coi chừng bị con cháu mình nó nhằn nữa. Mà cái giấc đó đâu có làm gì ra tiền cô bác ơi, không, bởi vì cái tiếng nói nó con không, cũng không còn quan trọng trong gia đình nữa rồi. Con cháu nhiều khi nó hắt hủi nữa, tại vì cái người mà từng làm ra đồng tiền hoặc là có uy tín đó cô bác ơi thì con cháu người ta mới nể.
mà nếu như mình chỉ là một người bình thường á, cái chừng mà con cháu mà nó đi làm, nó có tiền, nó tự lo cho nó được ha, mà mình còn ở trong nhà của nó đó, nhiều khi nó xem thường, lờn mặt, phải không cô bác? Nhiều khi nó nuôi mình nó còn tốn tiền, nó mất công với nó nữa. Chắc đó là mình giống như là ô xin giữ con cho nó, mà tao nói coi chừng nó còn chửi tới chửi lui nữa đó. Dễ đâu. Và chắc đó là nó còn đỡ thêm được cái khúc sau nữa, cái khúc sau mà mắt mà tao yếu mà bệnh tật triền miên nữa nha, trời ơi nó còn không việc lu bu nữa, chắc đó nó còn lo cái bệnh nhân là mình nữa. Rồi sao quá. Giác đo nó bắt đầu nó chữ lại gài. Và thế nó không có làm nên ra cái gì, ra tiền, ra bạc hết trơn, mà còn bệnh lên, bệnh xuống. Tôi luôn bu gần chết, chứ có rảnh đâu mà tôi nói đi theo chăm sóc mấy người, công việc quá nhiều mà. Hồi đó giác đó nó chữ của mình. Rồi nhiều khi á, tôi quá ơi, từ từ, cái thời gian đầu á thì nó còn quan tâm chăm sóc đi, thời gian sau rồi nó làn rồi đó cô bác ơi. Cái rồi bỏ luôn. Có những người á cô bác ơi, tới chừng mà chết rồi mà không hay đó cô bác ơi, mấy ngày sau tao mở cửa vô tao mới hay đó. Không có cái trường hợp gì đó cô bác ơi, chết không hay là tại vì con cháu giết rồi, nó cũng quải rồi đó cô bác. Nó cũng ít lợi thăm, rồi thành ra tới chừng mà cô đơn đó, rồi nó chết rồi chết không hay. Bởi vì đời người của mình là nó vậy đó cô bác ơi, coi chừng mà tới mình đó nha, tới mình là cũng vậy đó. Bởi vì nó khổ, bởi vì ông Đức Phật ông nói là khổ. Không, rồi ông Đức Thầy ông nói là cõi thế gian dường thể chốn ao tù, trong bể khổ mấy ai mà thoát đẳng. Không cô bác. Nhiều khi con cháu của mình sinh ra có đứa là để trả nợ cho mình, có đứa thì đòi nợ mình, thấy không cô bác? Nếu mà nhầm cái đứa mà trả nợ cho mình thì nó khỏe dữ lắm, nó lo cài cuốc gần chết để trả nợ cho mình. Nói gì nó cũng nghe chân mình, nó làm ra tiền mà nó không xài nhiêu chân, cái đó là cái đứa trả nợ cho mình đó. Còn cái đứa mà nó đòi nợ cho mình đó cô bác ơi, nó làm biến nhất thay mà ngặt cái thương, nó quá thương mà. Nó xin cái gì cũng cho nó muốn gì cũng được chân á. Cái đứa đó là đứa đòi nợ của mình đó, nó quậy tàn gia bại sản chứ mà ngặt cái cũng thương á. Nhiều khi thương hơn mấy đứa kia đó. Là tại vì cái nợ của mình quá hơn đó, xin ra phải trả vậy đó. Có những đứa con nó sinh ra nó quậy tới nó tán gia bại sản gia đình chân, nhưng mà thương vẫn cứ thương. Cũng như cái bài ca gì ta nói rằng thì rằng mà thương thì thương, nghe không có dẫn thì dẫn mà thương đó. Cái đứa đó là cái đứa lên nó đòi nợ mình á. Cô bác còn nhớ mấy cái câu chuyện của cái ông chuyển giả mà ông chuyển giả cán ghế đó cô bác. Cái câu chuyện nó kể tới kể luôn như cũng mấy lần rồi đó, để mình thấy được đó, cô bác ơi. Mình tính trước được rồi, cái người đạo Phật là thấy trước cái câu chuyện nó vậy rồi. Bởi vì lỡ mà gặp mà mấy đứa con nó quậy một chút xíu á thì mình cũng chấp nhận được ha cô bác. Tại vì mình biết rồi, cái người đạo Phật là nó ít buồn. Cái người biết đạo rồi, biết cái lý lẽ của nhân quả rồi đó cô bác ơi, thì ít buồn đó. Tại vì cái sự việc nào nó xảy ra mình cũng có cái hướng mà mình giải quyết, mình giải thích được chân đó cô bác. Còn giả sử như mình mà chưa có hiểu đạo cô bác ơi, sao mình thấy mình làm gì nè, mình làm thiện mà sao mà cái ác nó tới mình quậy ta. Hoặc là mình nuôi đứa con này, trời ơi nó đầy đủ hơn con ta biết nhiêu mà ngặt, sao đứa này nó quậy quản quá trời. Không có hết. Thì mình cũng giải thích được, đây cũng là cái nhân duyên nghiệp quả của mình. Không có hết. Nó cái này là cũng nợ nặng từ kiếp trước vậy nè. Trời ơi đứa con của mình lo cho nó đầy đủ gần chết luôn, mà ngặt cái nó quậy, nó này nọ, nó chơi game hoặc là nó không chịu học hành, nó đi đua xe, nên đánh bài đánh bạc vậy, giả sử vậy đó. Nó còn con người ta nghèo gần chết rồi, lo mà cái việc mà chiếc xe đạp cho nó đi học không có, nó còn con mình lên được chiếc xe đạp điện rồi, hoặc là đưa cho nó được cái chiếc xe máy là nó đi sung sướng hơn ta chết luôn. Nhà cửa thì đầy đủ chứ, đồ ăn thức uống không thiếu thứ gì chứ, mà ngặt cái nó quậy nó chịu học. Còn con của người ta nó nghèo gần chết mình học, cha mẹ không quan tâm chứ mà nó học thôi, nó học quá xa học luôn. Mà con mình tao nó lo từng chút rồi đó, mình không học. Là sao hả cô bác?
Không, cái người đạo Phật là hiểu liền của bác ơi, mỗi người có một cái nhân duyên trơn à, đâu phải mình muốn là được đâu, đâu phải mình muốn con mình nó học giỏi cho là nó học giỏi đâu. Quan trọng là mình làm hết mình thì thôi, thấy không? Cái người đạo Phật là làm hết mình thì thôi, còn tất cả lại là do nhân duyên, thấy không? Người ta còn nói là nhất ẩm nhất trác mà giai do tiền định. Nó dây do tiền định, tất cả những cái ăn cái uống của mình, những cái hành động, những cái việc làm của mình đó, cái gì chứ nó phụ thuộc vào cái luật nhân quả đó của bác, phụ thuộc vào cái luật nhân quả đó. Một gia đình đó, mà có cái người mà phá của rồi đó, thì cái người đó là cái người đòi nợ đó, thấy không? Nhân duyên nghiệp quả từ đời trước đời xưa gì đó, mình đã từng gieo tạo cái nghiệp xấu đến với người ta thì bây giờ người ta lại người ta đòi chứ, thấy không? Chứ đâu có phải mà tự nhiên là cái nó vậy. Trời ơi, có cái nhân duyên thì mới đến được với nhau, phải không cô bác? Còn có cái nhân duyên lớn á, mới làm cha con anh em vợ chồng rồi vân vân thân thiết nữa, thì cái nhân duyên lớn nữa. Cái người đạo Phật là phải gành ghẻ mấy cái vụ đó, bởi vì khi cái việc gì nó xảy ra cô bác ơi, không có đến nỗi buồn lắm, phải không? Giống như bữa hôm qua mấy con mối đang sách mình nữa. Nói thiệt cô bác, mấy cái sách đó, 200 mấy chục cuốn sách đó, chưa tính tạp chí luôn nha. Mấy cuốn tạp chí mà hay á cô bác ơi, có mà có cái chiều sâu á, mình giữ lại để nghiên cứu á, thì gom lại là cũng 300 mấy chục cuốn, gần 400 cuốn đó cô bác. Hôm qua mình mới soạn có phân nửa cái kệ không mà cô thấy bác thấy một đống sách cũng chết rồi. Cái sách đó nó thiệt cô bác, là mua 5-10 triệu, 20-30 triệu mình cũng không bán nữa. Nghèo nghèo chứ nó gì chứ, mấy cái đó nó thuộc dạng vô giá cô bác ơi, nó không có định giá được đâu. Nó không phải mà vì nhiều tiền mình bán, không, nó vô giá, tại vì những cái đó nhiều khi có tiền mà mua cũng không được, nó thuộc về kỷ niệm mà. Bây giờ mà cô bác có tiền đi, cô bác mà đi kiếm mua những cái cuốn sách của chuyện xưa vậy có không? Toàn là sách chuyện thời nay không, giá trị kỷ niệm không có. Thành ra nó quý là quý ở chỗ đó, chứ không phải nó quý gì nó mua mắc, nó mua rẻ gì mà mình quý đó. Nhưng mà nhặt cái bây giờ sao cô bác, mấy con mối đang trời. Những cái mình tưởng là nó rất là quý báu, nhưng mà nhặt cái bây giờ cũng mối đang trời là sao, thấy không cô bác? Tiếc không? Tiếc chứ, trời ơi, không tiếc là mình bị khùng. Tiếc. Cũng như cái người mà ăn chay giờ đó cô bác ơi, gặp đồ mặn á có thèm không? Thèm. Gặp cái món chiên, món xào gì đồ mặn đó, mình thấy thơm không? Thơm. Thơm. Chứ mà thấy người ta chiên nhưng mà không thơm là cái lỗ mũi mình nuôi nó bị viêm xoang hay gì đó. Thấy cô gái đẹp à, ha cô bác. Trời ơi, cũng thấy cũng thích thích ha, cô gái đẹp quá. Thì cũng vậy. Nhưng mà ngặt cái không có dính mắt cô bác ơi, biết gì vậy thôi. Nghe không? Ví dụ như bây giờ cái con mối á nó ăn vậy á, cô bác thấy tiếc mấy cuốn chuyện không? Tiếc. Đó. Nhưng mà ngặt cái tiếc rồi sao cô bác? Mình mới nghĩ sâu vô nè. Bây giờ mình chết rồi, một cái mấy cuốn sách nó cũng bỏ hết trơn chứ làm sao. Bây giờ nhiều khi nó ăn trước vậy đó cô bác ơi, mình dễ buông hơn đó. Bởi vì trong cái gũi nó có cái mai. Bây giờ mà lỡ mà mình bệnh, mình nằm trên giường hay gì đi, mấy đứa nhỏ ở nhà nó không biết, nó đè mấy cuốn sách nó bán ve chai chơi ngửa dắt, nó tức không cô bác? Cũng tức chứ. Trời ơi, mấy sách giá trị kỷ niệm nó siêu tầm mà bây giờ cười đi bán ve chai chơi cũng giận cũng buồn cũng tức, phải không cô bác? Giả sử mấy đứa cháu nó không biết đó, nó giả sử gì đó. Nhưng mà nhặt cái bây giờ nhờ mấy con mối này cô bác ơi, nó tiêu hủy giùm mình trước rồi. Nó cũng đỡ, bởi vì tiếc rồi tiếc cho nhiều khi nó cũng có cái hay đó cô bác. Coi như ở nhà mình mấy bữa nay có người mắc xe đó cô bác ơi, mắc xe vậy đó. Nên nếu như cái người đạo Phật mà thấy mắc cái xe vậy đó cô bác ơi, khỏe gu. Khỏe gu hà, tại vì sao cô bác? Rồi cái thân mình còn mắc chứ đừng nói chiếc xe. Tại cái số mắc rồi, giả sử như thôi mình mà để xe rồi kỹ lưỡng cẩn thận á, thì nó mắc á thì do cái số rồi, mình đã hết mình rồi. Nhặt cái ăn trộm nó ngắm nghé mình hoài, sao mà mình năm xuôi tháng hạn, không lẽ suốt đời mà tao nói dắt nào con mắt cũng dán vô hai cái bánh xe nữa mà giữ cái xe mình, đúng không? Giả sử như mình hết lòng rồi, mình kỹ lưỡng rồi mà mắc là thôi. Cái người đạo Phật mà hiểu cái nhân quả thì nó khỏe dữ lắm cô bác ơi. Mà giả sử mình hơi ẩu ẩu chút xíu ha, mình để lấy á thì rồi nó, cái này là cái kinh nghiệm nha. Bây giờ chiếc xe này nó giá trị nó trung bình thôi, mà nó mắc
Cái này để vài bữa mà mình sắm mấy cái chiếc mà nó mắc tiền, giống như là chiếc SH hay gì đi, hiểu không? Mà mình sơ sẩy gì nó mắc rồi còn chết lớn nữa. Bây giờ nó mắc cái xe này là cái món nhỏ thôi. Nó đỡ. Không, trong cái gửi nó còn có cái mai để vài bữa sắm chiếc xe xịn hơn, hoặc là nó mắc cái món đồ mình nó quý báu hơn nữa. Phải không? Đây là một cái kinh nghiệm quý báu rồi đó. Phải không? Mắc cái nhỏ để mình mà suy tư tới cái lớn, phải không cô bác? Mắc cái nhỏ nè để mấy cái gì mà có giá trị lớn hơn đó, mình cẩn thận lại. Phải không? Đó, cái người đạo Phật đó thì suy nghĩ nó cạn lẻ vậy đó thì nó khỏe lắm cô bác ơi. Còn nếu không thì thôi, chiếc xe này biết bao nhiêu tiền bạc mà giờ nó lấy ngang cái bộ nó đau lòng xót dạ, biết bao nhiêu băng đêm gác tay lên trán ngủ cũng được đó cô bác, nhiều khi nó tức. Phải không? Nhưng mà cái người mà biết đạo rồi nó khỏe lắm cô bác ơi, dễ buông xả lắm. Phải không? Đôi khi là nó cái sự việc nó vừa diễn ra rồi đó cô bác ơi, cũng buồn cũng đau cũng khổ, phải không? Nhưng mà nghĩ sâu xa chút xíu là nó khỏe liền. Không? Cái con mối này mày ăn sách tao đi nghe, con mày bị béo phì hết rồi mà coi. Mình nhờ nó cô bác ơi, mình có cơ hội mình dọn dẹp cái kệ của mình. Chứ là nó bụi bặm tùm lum hết trơn, mà nhiều khi những cái món đồ của mình không có cái thời gian mà để mình sử dụng, nhưng mà ngặt cái lỡ mà nó hư nó thất thoát gì là tiếc lắm nha. Nhưng mấy cuốn sách đó lâu lắm nó đụng vô một cuốn mà ngặt một cái, bây giờ cái nó hư thì tiếc, mà xài thì xài không có nhiêu chứ. Thì coi coi như mấy con mọt á, nó xử lý giùm mình cái nó gọn ghẽ biết nhiêu. Để kể cô bác nghe cái câu chuyện vui nha, nó cũng liên quan tới cái vụ này nè. Tại vì bữa nay chợt nhờ có mấy con mối đó mà mình có chuyện, để mình nhiều chuyện với cô bác. Nó vòng vòng mấy con mối chơi nha. Rồi tôi cái máy mà nó xì tùm lum trên cô bác ơi, xì nhớt gì ấy cho. Bữa nay qua chuyển qua cái chủ đề con mối rồi cô bác. Mai mốt rồi cô bác mà có cái chuyện gì á, cái mình bắt trước thằng cái mình nhảy qua chủ đề đó cho nó dễ. Bây giờ chủ đề con mối vậy, để mình kể cô bác nghe cái chuyện cũng tương đương như cái việc buôn xả gì rồi đấy nha. Đó là có cái ông đó cô bác ơi, ông dành dụm tiền bạc, bây giờ ông mua được một cái cục vàng, tao nói cái cục vàng tao nói bằng nửa cầm tay vậy, ông đúc thành cái khối vuông vuông đó nha, ông mướn tiệm đúc thành cái khối vuông vuông đó, chắc cũng nhiều lắm, chắc cả 100 cây rồi cô bác. Thấy một cây vàng nó cái thổi chút xíu, cây vàng thổi chút xíu đó. Thì thành ra là khi mà người ta mà đúc thành cái khối vuông á, cô bác thấy nó cũng đâu có bự không nha, nhưng mà cái giá trị rất là lớn đó cô bác, rất là lớn đó. Như cô bác thấy là hồi xưa là cái nhà của mình, cái nhà mà để xe đó cô bác, cái nhà đó là gần 30 cây vàng đó, cắt cái nhà đó, cái nhà ngói ngày xưa đó, nhà ngói mà thao lao đó cô bác, mướn thợ cắt gồng gã gần 6 tháng trời đó. Là cái nhà ngói thao lao ngày xưa có giá trị lắm cô bác ơi, gần 30 cây vàng đó, thành ra hồi đó là cũng thấy được vàng chút đỉnh. Nhưng mà bây giờ rồi đó cô bác ơi, cái nhà đó không còn miếng giá trị nào trời. Bây giờ nó lên nhà tường không mà cái nhà ngói kiểu xưa với cái nhà cây thao lao đó nó đâu có giá trị gì đâu, trừ khi bây giờ mình có tiền mình quy hoạch cái nhà đó lên, phải không cô bác, đưa cái nền nó lên thiệt là cao nó, cái bắt đầu mình làm cũng giống như là cái nhà sàn vậy đó, nó cao ráo, nó rộng rãi, nó thoáng mát tuốt ở trên vậy đó, nó mới đẹp. Còn cái nhà giờ xì sập cái gì nó gớm hết, kêu người ta vô ở người ta còn hôi ẩm hôi bụng đâu, không vô ở cái đó. Thì thành ra thời gian rồi đó cô bác ơi, thì mọi thứ nó thay đổi chứ. Ngày xưa nhà ngói là mốt đó cô bác, là cái mốt thời xưa đó, còn bây giờ cái nhà tường mới là cái mốt, phải không? Ví dụ như ngày xưa người ta cắt mái bằng là mốt, cái bây giờ người ta chuyển qua mái thái rồi cô bác. Cái mái thái, cái mái la la như là biệt thự vậy đó, nó như vậy mới là mốt, phải không? Ngày xưa người ta mặc cái quần ống túm ống le mới là cái mốt, mà ngặt cái bây giờ người ta mặc cái quần ta nó sao mà nó có lỗ han tùm lum hết, quần gách á mới là mốt, phải không? Theo thời gian nó khác nhau chứ. Mà trở lại cái câu chuyện của cái vụ gì mà cái vụ buôn xả này nha. Tại bây giờ nó chủ đề con mối, nó dùng giọng nói xây mối nè, kể tội con mối nè. Bây giờ có cái ông đó, ông đúc được cái cục vàng đó rồi đó cô bác, cái này trong cái chuyện cười nha. Ông đúc vô cái cục vàng, lúc được cái cục vàng rồi, bắt đầu ông chôn ở dưới cái góc tường trong nhà cô bác ơi. Cái nhà ông là có tường dây quanh chứ, ngoài Bắc thì đa số cô bác người ta sẽ có tường dây quanh chứ. Bây giờ thì chắc cũng mở hết rồi.
đó. Mà câu chuyện là có cái bức tường dây quanh ở trong vườn nhà, thì ông lại cái góc tường đó, cô bác ơi, đi ăn đêm khuya vậy đó, ông lại cái góc tường ông đào ông lỗ cái bắt đầu ông bỏ cái chum xuống, cái chum nhỏ nhỏ cô bác ơi, cái chum bằng bắp đùi vậy đó, cái bắt đầu ông bỏ cục vàng vô, ông bịt kín lại, bắt đầu ông chôn dưới cái góc tường. Nói cô bác, chứ chôn trong nhà nhiều khi biết là sao, với trong nhà của mình có ánh sáng rồi đó cô bác ơi, vừa nhiều khi trộm nó dòm ngó lén lẻn ra cái góc tường cũng giống như là mình đi tiểu vậy, ngày cũng sáng suốt nha đó. Bắt đầu chôn ở dưới đó, thì cái lâu lâu cái một hai tuần hay gì đó cô bác ơi nhớ vàng cái ra cái môi lên dòm cái coi còn không. Cái này là cũng như là thăm vợ nhỏ hay gì đó nghe, cái lâu lâu cái sách gói mà cái gì mà người ta mà nói cái gì giả giờ đi chợ để dòm người yêu xưa gì đó, cái cầu cao dao gì đó quên mất tiêu, cái cầu đó cũng hay đó. Cái gì quên mất cái câu đó rồi, uổng hết sức không. Cái câu đó thành ra cái ông nào ông ra cái bức tường đó cô bác ơi, lâu lâu cái ông ra đang đêm khuya vậy đó, cái ông ra cái bắt đầu ông đào lên, ông ngắm nghía cái cục vàng cái bắt đầu ông bỏ xuống. Nghe không cô bác, giả sử như cô bác mà có của thì nhiều khi cô bác cũng vậy đó, thôi để đó không có an tâm mà nhặt cái để ở nhà mình còn chết lớn nữa. Nghe không, có dòm ngó còn dữ nữa. Nghe không, cái chỗ nguy hiểm nhất là cái chỗ an toàn nhất hơi xa xa nhà mình đó, nhưng mà nhặt cái sẽ ít người dòm ngó hơn. Nghe không, chúng dòm ngó của cải của mình là dòm trong nhà mình, chứ ai mà dòm ở ngoài tuốt ngoài sân vườn. Nghe không, nó thì thành ra là ổng đinh ninh vậy đó, thì ổng mới chôn nó ngoài cái góc tường đó. Như cô bác của mình ha, có của cải tài sản mà cô bác mà để trong tủ là chết lớn. Nghe không, ăn trộm là nó vô nó mò tủ không đó, mà cô bác phải để cái chỗ nào nó thật là bình dị thì có thể là cho đôi khi là nó hơi khó bị phát hiện chút. Không, mà lỡ ăn trộm nó nghe được đoạn này nó biết là nó không có mò mấy cái chỗ trong tủ, nó mò cho bình dị là còn chết lớn nữa cũng không được nữa. Không có, mình để cái chỗ nào mà mình cảm thấy nó rất là đơn giản thì ăn trộm nó nhiều khi nó không có mò tới. Còn cái chỗ nào như trong tủ rồi đó ha, là mấy cái chỗ mà hay để mấy cái đồ quý báu rồi đó, vô là ăn trộm nó mò cái tủ đầu tiên. Cái tâm lý đó, tiền bạc thì đỡ trong tủ trong gương đó, thì thành ra là cả ông nào cũng nghĩ vậy, ông mới chôn vô cái góc tường để cô bác thấy nè. Bữa nay là nói về cái buôn xã nha cô bác, mượn con mối nói về cái buôn xã nha, tại vì cái buôn xã nó quý lắm cô bác ơi. Cái người nào mà xả được nhiều là nó khỏe được chừng đó. Nó cũng giống như bị người ta chối rồi đó cô bác ơi, cô bác mà mở được khúc nào thì nó nhẹ thoát được khúc đó đó nha. Cái buôn xả là một trong tứ hạnh của nhà Phật đó, cô bác ơi. Từ bi hỷ xả à, tứ vô lượng tâm đó, bốn hạnh lớn đó, hạnh lành đó. Nhưng mà cái bây giờ ổng cứ đào lên bỏ xuống một hai tuần, ba bốn tuần gì đó, hoặc một tháng gì đó ổng ra ổng đào ổng lần. Nhưng mà ngặt cái bữa nay xui cô bác ơi, có cái tên ăn trộm nó gình, nó tuốt nó ngồi ở trên bờ thành nó gình. Mà sao thấy ông này ông đi ra khỏi nhà, ông lỡ cái góc tường thành đằng kia, cái bắt đầu cái ông đào đào lên, cái ông móc lên cái hũ gì đó, cái ông ngắm mà cái sau rồi cái hầu cái ông bỏ xuống, cái ông lắp lại, ông lắp kỹ lưỡng rồi lắm. Trời ơi, chết đầu quá rồi xui. Không, tại vì trong cái giường của ổng thì cũng có cây trái này nọ, thành ra tên ăn trộm nó leo lên cái bờ thành á, nó ẩn nấp ở trong cái gốc cái bóng cây á, ổng đâu có thấy. Nó ở cái bờ thành phía đông đi, mà ổng đi lại cái bờ thành phía tây thì sao ổng thấy được. Nhưng mà nó thấy ổng rõ, cái người trong tối nhìn ra ngoài sáng rõ lắm cô, còn người trong sáng mà nhìn ra ngoài sáng mà nhìn vừa trong tối thì nhìn đâu có thấy rõ. Thì thành ra bây giờ bữa nay xui rủi rồi cô bác ơi. Nó cô bác mơ mốt có trôn đồ cái gì thì làm ơn nha, đừng có lại đó mà dòm ngó hoài đó. Ví dụ như cái ăn trộm á, nó vô nó kề vào cổ mình, nó nói của cả tài sản bỏ đâu, đưa ra. Dắt đó dắt đó là sao cô bác? Dắt đó nói dạ trời ơi, nhà tôi đâu có cái gì đâu. Trời ơi nội, mà miếng ăn còn không đủ nữa, xưa nay có dình dụm được miếng nào, nhà ba bốn miệng ăn chứ đâu có dư giả được người ta đâu mà có tiền. Ông ơi, ông ấy tôi tội nghiệp, đâu có tiền của cả tài sản gì đâu. Cả hai tên cướp đó trộn nó nháy nháy nhau nha, nó nói ra ngoài đây. Nó vừa dẫn ra mình nửa cửa cái bắt đầu ở trong nó nói go kiếm được rồi nè, nóc hết trơn nè đó. Cái bắt đầu là mình đang đi ra ngoài cửa, nó dẫn ra mình nửa cửa, mình ngoái đầu lên mình dòm tiền của bác.
mình dòm lại cái chỗ dấu vàng của mình, thôi ôi trong tủ hả, là dưới gầm giường vậy đó, mình dòm lại chỗ đó coi có phải là nó lấy trúng chỗ đó không, là rồi mình trúng khế nữa rồi, phải không cô? Nó dùng cái kế nhỏ cái là mình thua rồi, bởi vì cái gì đó, mình giấu mình đút rồi đó cô bác ơi, cẩn thận nha. Nó để người ta lừa gạt nha, mà đừng có dòm ngó cái chỗ đó hoài, người ta cũng để ý nữa, phải không? Cái ông này là ông bị cái chỗ mà dòm ngó hoài đó, người mà giấu tiền giấu bạc ở chỗ nào cô bác ơi, khi mà đi ngang cái chỗ đó thường dầm dầm liếc liếc coi là nó có bị cại, có bị cái dấu của ai mở hay gì không đó nha, thường là vậy đó. Sơ ý chút xíu. Cái này là cái kế mà nó chưa có được cao cho lắm, không quá trời dầm dầm liếc liếc và mấy cái kế phản gián, mấy cái kế nghi binh rồi đó, nó nguy hiểm lắm. Thành ra là cái tên trộm mà nó phát hiện ra được rồi đó, thì cái này nó nghi rồi cô bác ơi, cái này là chắc chôn cái gì quý báu ha, chôn bùa chôn ngải gì rồi. Nó đợi mà ông vô rồi đó nha, ông ngủ rồi đó, rồi bắt đầu nó lại cái góc tường nó mon men lại cái góc tường nó đào lên cô bác ơi, ôi ôi cục vàng vô mánh rồi. Đào được cục vàng, bắt đầu cái nó lấy cục vàng lên, cái bắt đầu nó để cái cục đá xuống. Nó để cái cục đá xuống, cái bắt đầu nó cũng gói lại kỹ lưỡng y chang vậy đó. Ôi ôi, cái ông nội này ông đâu có hay đâu. Tới khoảng chừng nửa tháng, 2-3 tuần gì đó, ông cũng y theo cái thói cũ nha. Ông trở lại, ông đào lên, ông ngắm cục vàng. Có cô nào, cô bác nào không biết có vụ mà đào vàng hay không? Trời ơi, hồi xưa ta vàng nhiều, ta đào cô bác ơi. Còn bây giờ mình bây giờ không có, mình xài đủ, mình có nhiều xài nhiều rồi, không biết tới chừng nào mới được cục vàng nữa. Bởi vì có tiền nhiều cũng khổ, ít ít tiền như mình nó khỏe. Nhiều khi trong túi có nhiều xài nhiều rồi. Ai mà dần dụm mà giỏi á mới có vàng mà ta nó chôn nha. Còn cái kiểu như mình á, nhiều khi suốt đời nói chung khoản mà để chôn không có. Bởi vì mấy cái người nghèo đôi khi á, người ta ngủ không khỏe lắm cô bác ơi. Còn cái người giàu á, nhiều khi có giấu tiền giấu bạc hay gì đó hả, lúc ngân hàng gì đó. Mình nghe nói là bây giờ cái ngân hàng này người ta mà lấy trộm tiền của khách hàng hay gì đó nha, cái ngân hàng mà nó bị hacker xâm nhập hay gì đó nha, thôi rồi là tao nói ăn không ngon ngủ yên. Còn cái tên nhà nghèo tao nói nó làm về nó có của cả tài sản gì đâu, nó ngủ giấc ngon lành tới sáng. Không, đó là cái tưởng tượng cho cái buôn xã đó, nó không có người vô sản đó cô bác ơi. Cái người đạo là cái người vô sản đó, nó khỏe dữ lắm. Không, ngày xưa Đức Phật là ba y một bình bát, nghĩa là ba bộ quần áo đó cô bác ơi, để thay qua thay lại thôi đó. Nó vừa ngủ thì ngủ không quá ba đêm ở dưới cái gốc cây, là tại vì sao cô bác? Trời ơi, sợ ngủ mà ba bốn đêm rồi đó nha, bắt đầu quyến luyến cái gốc cây này, thôi cái gốc cây này im quá. Mà lỡ mình đi khắc thực về mà có cái ông đạo nào, cái ông đạo sĩ, cái ông tu sĩ nào đó, mà ông lợi đó, ông dành cái gốc cây của mình, ông ngồi đó nha, ông vô tư ông ngồi đó là sao cô bác? Ê, đi ra chỗ khác, ra chỗ khác chơi. Cái gốc cây này của tôi không, là tôi ở bao bữa đó, sao bên ai lại dành? Là cái sợ cái vụ đó, không sợ dành cái gốc cây đó, sợ cơ tới cái gốc cây mà cũng quyến luyến đó cô bác ơi. Nhiều người á, bữa hổm mình đi bệnh viện á, người nhà tôi bị bệnh đó cô bác, trời ơi cái ghế trong bệnh viện cũng dành đó cô bác, trời ơi cái ghế công cộng ở ngoài bệnh viện cũng dành dành nữa, trời ơi cái người gì đó mà kỳ cục như để cô bác thấy được cái tâm thường nhân á. Chứ cái tâm cái người tu á, nó cũng gần tương tự. Tại vì cái người tu đạo mà chưa có giác ngộ á cô bác ơi, thì cũng giống như cái tâm thường nhân thôi. Chừng nào mà sáng được cái tâm buông xả được á, thì cái giác nó khác thôi. Còn cái người trên đường tu hoặc là đang tu thì cũng gần như là cái người thường nhân thôi. Nhưng mà người ta đang trên đường để đến cái đích, phải không có. Còn cái giác mà đang đi thì cũng giống như bao người khác đi thôi. Bây giờ anh ra vô cái bệnh viện rồi cô bác ơi, mình vừa ngồi xuống cái ghế ông kêu à, ê, chú qua chỗ khác ngồi. Cái chỗ này hồi nãy chú ngồi rồi. Dành đó cô bác ơi, mình đang ngồi ngon lành vậy đó, cái người ta lại, cái ta đuổi mình đi. Chỗ này tôi ngồi nãy giờ nè. Trời ơi, cái ghế của bệnh viện ông đi mua thuốc rồi sao ông hồi ông trở về ông gặp mình ngồi cái chỗ cái ghế của ông đó, cái bắt đầu ông dành. Trời ơi, cái ghế bệnh viện là cái ghế công cộng mà giờ cũng dành. Rồi bữa khác nữa cô bác ơi, cũng đang ngồi trên ghế ngồi chờ nữa, cái trong nè bắt đầu ông nói chú đi ra chỗ khác. Trời ơi trời, đuổi thẳng mặt ra, chú ra chỗ khác, ở đây vừa còn một người ta sắp lỡ ta ngồi nữa, chú ngồi chỗ khác đi. Trời ơi cũng dành nữa.
mà không biết cái người bạn bè gì của ông không biết chừng nào tới không biết. Mà cái ghế bệnh viện là cái ghế chung, mà ngặt cái đuổi người ta để dành cái chỗ cho cái người thân gì của mình, nhưng mà ngặt cái người thân của mình chưa có thấy mặt thấy hình dáng chứ. Cái chỗ chung cũng dành vậy đó con. Thấy không, chán ngán cho cái lẽ đời không, cái tâm con người nó thường thường nhân của mình nó ích kỷ gì đó cô. Mà cái người đạo gì mà ích kỷ gì là còn chết lớn đó nghe cô bác. Cái người đời thì người ta không có biết cái lẽ đạo của bác ơi thì người ta ích kỷ được. Mà ngặt cái người đời của mình mà giả sử có những cái hành động đó thì thôi rồi, đem đi câu xấu cũng được không cô bác. Bởi vì mình nhìn thấy ra đường rồi cô bác ơi, mình mà cái người giả sử như cái người đạo chút đỉnh là biết được đạo chút đỉnh là nhìn thấy mấy cái cảnh đó là mình càng ngán ngẩm hơn nữa không. Chán ngán thêm cái cảnh đời nó cô bác ơi, cái chỗ này ta nói con người toàn là tranh giành giật với nhau không à. Bây giờ là nước cạn quá rồi không, bước ra đường cô bác đi sơ sẩy chút xíu thôi không, người ta đi cả cô bác cái là bắt đầu ta nói đường bên kia xong đi, đi cái chỗ này nhỏ xíu nhỉ cũng ta tham chút xíu rồi ta té à sao. Cái người không giữ đó, còn giả sử như cái người mà biết đạo rồi đó cô bác ơi, lỡ mà hai người có cả nhau hỏi diện cả đó là bắt đầu sao mỉm cười cái hồi ơi là bình thường thôi, ra ngoài đường phải có va chạm nhau thôi không cô bác, nó miễn ta không cố ý là được, còn ta cố ý thì thôi bỏ qua không. Có người đó đi nghênh ngang không biết đường xá cơ thì kệ ta đi, ta cũng đâu có nói gì mình câu nào lỡ cả rồi thôi. Nhưng mà cái người không biết đạo rồi nó khó lắm cô, nó khó đủ thứ hết trơn, bởi vì nó khổ vậy đó. Bởi vì người ta nói là mình đời không đạo là đời vô liêm sỉ, thấy không? Mà đạo không đời thì đạo viết dạy cho ai, thấy không cô? Cái đạo ở đây không phải là đạo Phật không hả cô bác, mà đạo này là đạo nhân, có cả đạo nhân ở trong nữa, rồi từ từ mới lên mà đạo Phật, thấy không? Nhân đạo là cái đạo lễ nghĩa đó, là cái đạo của ông Khổng Tử đó, nhân lễ nghĩa trí tín đó cô bác ơi, không là đạo của ông Khổng Tử đó, chứ không phải là cái đạo Phật không. Đạo cái này là nhiều đường lắm nha cô bác, đường từ thấp tới cao, nhân đạo, thiên đạo, Phật đạo, không cô bác. Rồi tới lên Phật đạo là cao dữ lắm rồi, là khó dữ lắm rồi, không bây giờ mà cho tròn nhân đạo mới hay. Nhân đạo đi mà làm ngon lành rồi đi cô bác ơi, rồi mình đi lên Phật đạo được, ra đường đụng chạm cử nữ ấy người ta quá trời luôn mà ngặt đây thì sao mà lên tới Phật đạo được. Nhưng mà gặp cái nào giả sử như cái đó là cái điều mà chính nghĩa thì mình cũng phải giữ gìn chính nghĩa, không có bữa ví dụ như cái bữa mà mình vô bệnh viện đi gặp ông bác sĩ ông hằn học quá cô bác, ông hằn học bệnh nhân quá, ông quát nạt người già quá, thì bữa đó là mình là bắt đầu mình vô mình cử ông liền đó, không có bác. Nó tại vì sao cô bác, tại vì cái đó là cái lẽ sai rồi, đúng không? Cái thái độ hằn học quạnh hẹ bệnh nhân gì đó là cái thái độ không tốt của bác ơi, người già cả gì đâu mà nó ăn nó hấp dịch cái kiểu mà bác sĩ đối với bệnh nhân mà người ta giả sử như mà cái cọp trong gừng mà đã quen hơi rồi đó cô bác, ta hằn học chứ, mình cự lại ông cự lại cô bác ơi, ông bác sĩ ông nói chuyện đàng hoàng chứ ông nói với người lớn tuổi gì ông nói là chính người nhà của mình cũng bị đó cô bác ơi, rồi mình mới đứng ra mình nói đó. Ông cự lên mình có nghĩa là người ta là bác sĩ rồi đó cô bác ơi, tưởng là ngon rồi đó nha. Gừng nào cập nấy đó nha, mình cự lại mình nói lẻ rồi bắt đầu mình nhìn cái biển tên của ổng, tôi nói ông là cái tên này phải không, không để tôi nhìn kỹ cái tên ổng rồi một hồi là tôi mới đi giải quyết. Rồi bắt đầu ông thấy mình nhìn cái tên cũng thấy mình làm chữ tới rồi đó cô bác ơi, là ổng mới xìu xuống đó, ổng xìu xuống im ru liền đó, là từ đó bữa tới sau là cái thái độ của ổng là khác hẳn rồi cô bác. Thì bởi vậy gặp những cái người mà ta nói hung dữ á, thì đôi khi là mình hiền quá cũng đâu được cô bác, phải không? Mình phải giữ sao cho cái lẽ thiệt, mà không phải gặp ai cũng cử hết chứ, phải không? Ở như Bồ Tát thì cũng có hai hạng phải không cô bác? Thường á, mình thấy trong chùa cô bác thấy trong chùa là có hai cái biểu tượng. Cái biểu tượng thứ nhất là một cái vị hộ pháp nhưng mà cái mặt rất là hiền lành. Còn một cái vị thứ hai là một cái vị Bồ Tát nhưng mà ngặt cái vị này bảo vệ chùa nhưng mà cái mặt rất là hung dữ hơn cô bác. Bồ Tát hộ pháp đó, để gọi là Bồ Tát, còn gọi hộ pháp cũng được. Tại vì những cái vị này là có cái hạnh nguyện lớn để bảo vệ Phật pháp đó cô bác. Và bảo vệ những cái người mà khổ hay gì đó, cái đó là cái chung chung đó cô bác, cái ý nghĩa chung chung đó là bảo vệ người khổ đó. Bởi vì có hai hạng Bồ Tát, Thuận Duyên Bồ Tát và Nghịch Duyên Bồ Tát.
đó. Cái Bồ Tát thứ nhất á, là thuận duyên Bồ Tát, ví dụ như gặp người ta làm lành làm phải thì mình phải sao cô bác đó, thì mình phải là ủng hộ khen ngợi, anh làm cái việc này tốt quá, trời ơi, mà những cái người mà hàng xóm xung quanh của tôi mà ai cũng được như anh, tôi mừng biết. Giả sử mình nói gì đó cô bác ơi, người ta đang làm lành làm thiện mà mình khuyến khích khích lệ thay vậy đó, người ta làm lành làm thiện thêm nữa, không cô bác đó. Cũng như cái này, người này nấu cơm mà cô bác còn khích lệ cái nữa là mơ muốn người ta còn nấu cơm giỏi hơn nữa. Còn cái người này mà nó đang làm cái việc gì đó nhưng mà ngặt cái không ai khích lệ, không ai cổ vũ cho cô bác ơi, từ từ nó cũng ngán ngẩm, phải không? Nó cái đó là thuận duyên Bồ Tát. Nó cô bác thuận duyên Bồ Tát có nghĩa là ủng hộ người lành, người thiện. Còn cái hạng thứ hai có nghĩa là nghịch duyên Bồ Tát. Đó, có nghĩa là cái người này gặp việc dữ là sao cô bác? Xông vô liền. Đúng không? Gặp cái việc dữ là xông vô. Đó, tìm mọi cách để mà khuyến giải người ta hoặc là khuyên răn người ta để người ta cải giữ về lành, đó là nghịch duyên Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ gặp một cái ông xã hội đen đi, đó, ông không he, ông ông đòi đánh người này người nọ, chứ gặp ai trái tay gai mắt hay gì là ông muốn này nọ thả rồi. Thì cái gặp người xã hội đen đó, thì cái Bồ Tát này dắt này phải quá hiện ra một người còn dữ dằn hơn nữa, không có quá, phải dữ dằn hơn nữa, cho ông này một bài học. Từ đó cái ông này là ông mới sợ, ông không hay người khác nữa, cô bác ra đường là cũng phải nhìn mặt được kỹ lưỡng mới dám ấy. Còn mỗi khi ông gặp ai ông cũng bắt nạt chứ, phải không? Thì cái vị nghịch duyên Bồ Tát này là gì đó cô bác ơi, đôi khi là Bồ Tát là phải hiền nhưng mà đôi khi Bồ Tát cũng phải giữ, nó phải đúng cái hoàn cảnh mới được. Mà giả sử như Bồ Tát bây giờ giữ với người hiền sao cô bác, cái đó đâu gọi là Bồ Tát, cái đó là ma duyên. Mà ngặt cái mình mà hiền quá trong lúc cái người này quá dữ đó cô bác ơi thì cũng không được. Bởi vì nó khó cái gì đó, bởi vì người ta nói nước nước thì làm nhỏ lửa, còn cái này còn cái gì nữa, cái đoạn sau quên mất rồi. Có nghĩa là lửa thì phải đôi khi phải dùng nước đó cô bác, lửa phải dùng nước, có nghĩa là nghịch duyên Bồ Tát đôi khi phải cũng phải làm thuận duyên Bồ Tát, và thuận duyên Bồ Tát đôi khi cũng phải làm nghịch duyên Bồ Tát, là trong mỗi hoàn cảnh đó cô bác. Giả sử như thấy cái ông bác sĩ này mà ông quạnh hả hết người này, ông la mắng người kia trong phòng đó cô bác ơi, mình thấy nó gai con mắt lắm rồi. Không được rồi đó, mình làm cái rồi từ đó trở đi là ông hình như là ông cũng hơi ngán đó cô bác ơi. Tại cô bác biết rồi. Bây giờ trong bệnh viện là người ta có những cái hòm thư góp ý nè, có những cái số điện thoại trực tiếp đến giám đốc nè cô bác, thấy không? Nếu như vài bệnh nhân mà người ta có cái phản ánh về cái vị bác sĩ đó này nọ gì đó ha, nó làm mất uy tín của cái bệnh viện thì sao cô bác, thấy không? Thì cái ông đó bị trục xuất liền chứ gì, thấy không? Thì nhặt cái bệnh nhân trong tâm lý của cái người bệnh nhân đó cô bác ơi, mình không dám đụng chạm vào bác sĩ, chứ ổng cũng giống như là cha xứ nhà thờ hoặc là cái ông đó là ông tiên ông Phật gì đó ở cái cõi đó rồi đó, không có ổng ở trong bệnh viện là ổng ngon rồi, mình đâu có dám đụng chạm ổng, sợ mà ổng mà mơi mốt là bệnh nhân của người nhà gì của mình rồi ổng quạnh hẹ rồi sao, phải không? Ổng để thuốc không tốt hoặc là ổng điều trị sơ sài để ổng trả thù rồi sao, phải không? Tại vì mình đang nhờ giá ta nè, tâm lý bệnh nhân là gì đó cô bác ơi, bởi vì không ai dám đụng chạm chứ. Vô đó mà bác sĩ y tá người ta nói là cũng như là xếp sòng chứ, không cô bác, quạnh hạ bệnh nhân đủ kiểu. Nhưng mà đôi khi cô bác ơi mình phải dùng lên gì đó, chứ đâu phải là mình tu giết thành ra cái người mà ta nói khô gan chứ đâu được cô bác ơi, tu mà hiền khô luôn, hiền mà tới khô cũng đâu được, đúng không? Cái người đạo cô bác ơi đôi khi ra đường cũng phải trả giá nữa, đâu mà thấy người ta bán mắc bán rẻ gì đó ta nói cũng cấm đầu mua đâu, không? Đôi khi cũng phải trả giá, không? Giả sử người ta nói thôi ôi chú này ăn tàu hủ mà chú trả giá dữ à, không có thì cô bác nói sao, không? Tôi ăn tàu hủ chứ tôi đâu có ngu đâu, không? Cái món này gõ gàng hổm gà bán có 2.000, bữa nay mà gặp tôi hiền hiền rồi bán tới 4.000, 5.000, sao tôi trả giá không được, không có. Mình ăn tàu hủ từ từ mình sáng mình khôn lên chứ đâu phải mình ngu đi đâu cô bác, mình sáng lên nhưng mà không có dùng cái sáng đó để hại người, quan trọng là ở chỗ đó đó. Quan trọng là không có dùng cái chỗ sáng của mình để hại người đó. Cái người mà tu đạo mà ta nói thiệt tình đó cô bác ơi, từ từ nó sáng lên, nhưng mà nhặt cái sáng đó phải dùng đúng chỗ nè. Cái bọn ác á từ từ tĩnh tâm á cô bác ơi cũng sáng lên đó, thấy không? Nhưng mà nhặt cái họ dùng cái sáng đó để hại người đó, thấy không, để trục lợi cá nhân đó,
cũng thuyết pháp cũng nói đạo đó, nhưng mà nhặt cái đó là để bôi cái để mà cái gì mà thêm cái danh á, tăng tăng cái danh á để trục cái lợi đó. Nó khác phải không cô bác? Bây giờ cô bác biết là ngày xưa khi cái thời của Đức Phật đó, là ngoại đạo người ta tu là tới có một thông rồi đó cô bác ơi, cũng đằng văn giá võ được trơn rồi đó, thấy không? Nhưng mà ngặt cái ngoại đạo sao cô bác? Vẫn sát giết, vẫn làm cái nghiệp ác rất là nhiều, là tại vì họ dùng cái việc mà thiền định của họ đó, họ được có cái trí rồi họ được cái phép thần thông, nhưng mà họ dùng không có đúng chỗ, không? Thì cái đạo Phật là được ngũ thông, nhưng mà cái đạo thường nhân là chỉ được có sáu, có năm thôi, có ngũ thông thôi. Còn đạo Phật thì được cái lục thông, nó có cái lậu thận thông nữa. Còn bên kia thì chưa tới, bởi vì mà cô bác biết là mấy cái ông như là tổ U Ba Cúc Đa đồ vân vân đó, mấy cái tổ mà Thương Na Hòa Tu về già về sau đó cô bác ơi, có một số người đã chứng thần thông rồi đó, tu tiên chứng thần thông rồi đó. Nhưng mà ngặt cái một khi đó gặp tổ là cái người bên đạo Phật rồi, người ta quỳ xuống người ta quy y liền cô, tại vì người ta biết bên đạo Phật đó là cái đạo cứu cánh trọn vẹn, có nghĩa là đưa người ta thoát ly sinh tử luân hồi, không còn bị sinh tử luân hồi nó chi phối nữa, là nó cao hơn một bậc rồi phải không cô bác? Đó, dù mình có thần thông ung dung tự tại đi, nhưng mà gặp một cái nhà sư tu hành thăng chánh, cái vị này chưa có giác ngộ rồi, chưa có chứng cái thông nào chứ, thấy không cô bác? Nhưng mà vẫn quỳ xuống quy y. Tại vì sao cô bác? Tại vì cái con người này đang đi trên cái đo con đường giải thoát nè, mà trong khi cái đạo của mình thì không có nó dẫn tới giải thoát, thì mình gặp cái vị này đang đi trên con đường giải thoát thì mình mới noi theo cái người này chứ cô bác, thấy không? Giả sử như bây giờ mình đi muốn banh chành cái núi cho mà cô bác ơi, giả sử gì đi đi banh chành cái núi, nhưng mà ngặt cái mình chưa có đến được cái điểm cần đến thì sao cô bác? Thì dù cho cái núi là mình đi banh chành hết trơn, nhưng mà ngặt cái gặp cái ông kia, ông biết đường đi lên tới cái đỉnh núi kìa, thì mình phải nương theo ông kia. Ông kia ông vừa tới đi tới cái chân núi thôi cô bác, thì mình cũng phải nương theo ông kia thời, ở trong khi cái núi này đi banh chành hết trơn rồi đó. Nhưng mà ngặt cái mình chưa có đến được cái đích cần đến, không cô bác? Thì gặp cái người, dù cho cái người này vừa bước chân lên núi thôi, mình cũng noi theo cái người này nữa, không cô bác? Tại vì cái ông này bước đường lên đỉnh, còn mình đi muốn banh chành cái núi chứ, người ta nói đi tùm lum hết trơn rồi, non thiên tế gì non chư thần đi tùm lum chứ, nhưng ngặt cái đường lên những bồ hành không biết, không cô bác? Thì cũng phải nương theo cái ông mới bắt đầu lên núi này để đi với ổng, tại vì ổng biết đường. Còn mình vừa nó đi loạn xạ trên núi nó cũng nhẩm chân chứ, nhưng mà ngặt cái mình cũng phải thua ta, tại vì ta biết đường được, biết cái đường cần đến cái đó mới quan trọng, còn ta nói đi tùm lum là lãng ban chứ thì nó cũng đâu có quan trọng lắm, đúng không? Tại vì cái đích đến đó là cái đích giải thoát đó cô ơi, giải thoát là cái mức cuối cùng đó, không còn bự gì sinh tử luân hồi chi phối nữa đó, ung dung tự tại rồi đó, ung dung tự tại trong tam giới rồi đó, thì bây giờ nó khỏe biết nhiêu. Mà ngặt cái mình không có biết được cái bí quyết, cũng giống như là bí quyết võ công vậy đó, không có biết được bí quyết, thành ra là cái người kia nó biết được bí quyết thì phải theo học người ta chứ phải không? Chứ sao nữa? Có câu mấy cái chuyện kiếm hiệp hay gì đó, có thấy không? Đó, đôi khi thiếu cái bí quyết có chút xíu rồi cô bác ơi, dẫn khí đăng điện rồi lưu thông sau đó mở cái quyệt gì đó, đã thông cái quyệt gì đó, giả sử gì đi, nhưng mà ngặt cái thiếu thiếu một chút xíu là không được đó cô bác ơi, thiếu chút xíu là không được đó. Không, cô bác biết là cái ông mà Đông Phương Bất Bại đó cô bác ơi, Đông Phương Bất Bại đó mà ta nói luyện bí quyết mà nó chặt có chút xíu mà ta nói ái nam ái nữ đó, không khùng khùng điên điên đó, Đông Phương Bất Bại đó thông minh dữ lắm, nhưng mà cuối cùng là sao cô bác? Luyện chặt chút xíu, hoặc là tay độc Âu Dương Phong đó cô bác ơi, cũng luyện luyện võ công mà nó chặt chút xíu đó, mà nó cũng khùng khùng điên điên không có tới đâu chứ, không có thành công được. Bởi đó cô bác thấy ha, đó mình giả sử cho nó vui vui thôi đó, là không có được, thiếu cái bí quyết chút xíu là không được. Còn cái người tu đạo Phật là sao cô bác? Thiếu cái bí quyết là không có tu theo đạo Phật được, đúng không? Từ bi hỷ xả mà nó thiếu chút xíu là cũng không được nữa, đúng không? Khó lắm. Nó bởi vì cái mạt vàng mà nó quý tới đâu mà nó dính vô con mắt có chút xíu á, là cũng không được, nó cũng phải dụi á. Phải dụi ra đó, cái lông con sâu dù nó nhỏ tới đâu đi nhưng mà nó bám vào cơ thể của mình là nó cũng ngứa đó cô bác ơi. Sao có nhiều phải tắm rửa phải kỳ rửa sao cho cái lông con sâu đó nó hết mới được. Nó khó là khó vậy đó. Chẳng ai lai khổ vậy đó. Mà xong cái sự việc rồi, cái sự việc nó xảy ra rồi, hỏi mình có tham sân si ở trong không nữa. Khi làm một cái hành động nào có hỏi mình làm cái này vì tham không ta,
Có tham của người ta không? Thấy của người có thèm khô nước miếng không? Không muốn làm sao mà lường gạt lấy đi đó các bác ơi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì dù xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như bọt nước làn mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Cái đó là cái cách để mình buông xả đó các bác ơi. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Mình biết vậy rồi không lẽ còn tham tham. Kỳ quá. Mình chết nằm xuống bỏ là hết trơn à. Thì tham ta làm gì của bác ơi mang tẩu. Mình biết rồi, thân ta còn rài đó mai đây, có nghĩa là chết lên sống xuống đầu thai chỗ này chỗ kia, mà bây giờ cũng tham ta giữ trong này làm gì. Tại chi mà mình ở đây ở đời ở kiếp ở đây á cô bác ơi, không thì mình cũng gán tham mình giữ đây đi. Tại mình sống hoài như bành tổ 800 tuổi vậy đó, mình sống ở đây hoài mình hưởng. Nhưng mà nhặt cái rồi chết nằm xuống cũng bỏ lại trơn, thành ra bây giờ tham làm cái gì. Không, nó mắc tình mắc nghĩa rồi nó thêm cái nghiệp của mình nữa. Không, ăn thì ăn không được mình để dành đó, nhưng mà ngặt cái để dành là tao nó mất trả lãi hoài cô bác chịu không. Tiền bạc mình đủ rồi đó, nhưng mà ngặt cái bây giờ muốn mượn tiền thêm để hàng tháng trả lãi mà cái tiền nó không xài cô bác chịu gì không. Thì cái tham của mình đó cô bác ơi, dù xấu tốt cũng là dồn chứa, có nghĩa là không có xài mà dồn để chứa lại đó cô bác ơi. Chứa lại nó, cái đó là sao cô bác? Cái đó là ta nói là dư tiền mà ta nói còn mượn tiền thêm để trả lãi đó, không có xài. Nhưng mà ngặt cái nợ của người ta nè, lấy của người ta nè, tham của người ta nè, là cái này là cái quả nó là phải trả. Không cô bác, phải trả lãi đó. Mà ngặt cái mình chịu vậy đó cô bác ơi, cái gì mình cũng muốn chứa. Bởi vì mấy cái đồ mà có ai cho mình sợ lắm cô bác ơi. Sợ mình tham. Ai cho gì mình cũng sợ chứ. Sợ mình nấy làm tham á cô bác ơi. Còn mà giả sử mà không tham á, cho một hai chỉ vàng, một hai cây vàng mình cũng sợ chứ. Là tại vì mình không có tham nha. Thì một hai cây vàng, một hai chỉ vàng đó mình xài thoải mái cũng sao chứ. Ai cho mình á, giả sử vậy đó. Nhưng mà ngạc cái bây giờ còn tham nè, thì ta nói 10 ngàn, 5 ngàn cũng không dám nhận nữa. Tại vì mình nhận trong cái lúc mình tham nè, tham muốn nè, cái tâm mong cầu nè. Còn giả sử như khi nào mà cái tâm nó hết mong cầu rồi đó cô bác ơi, thì cô bác cho 20-30 ngàn đô, 70 ngàn đô mình xài cũng được, không sao chứ. Tại vì cái lúc đó hết tham rồi. Thì xài cái này nó bình thường, nó không gì, không có suy nghĩ gì chứ. Không có mong muốn mà mới mốt ta cho thêm hay là lấy thêm cái gì. Không có mong muốn, nó thì cái chắc nó xài bao nhiêu cũng được chứ. Cô bác, như ông Tế Công Hòa Thượng rồi đó, ai cho ông nhiêu cũng được chứ, không sao chứ. Ông uống rượu, ăn thịt gì ta nói thoải mái lắm. Cái đó là cái hạnh xả ly của ổng đó cô bác ơi, để phá cái chấp đó. Không, ổng ăn thịt, uống rượu, xài tiền phung phí, vô tửu điếm gì lầu xanh đầy đủ chứ. Không, mà không sao, ổng không có dính mát, ổng qua rồi là thôi đó. Còn mình thì không có được gì đâu cô bác ơi, mình vô chỗ nào là nó đấm trước chỗ đó đó. Không, có tiền xài mong muốn thời ơi mới có tiền xài nữa. Chưa có tiền là bắt đầu mong cầu, có tiền ta phải sắm món này món kia, dù đủ thứ cho mình tính toán đó nha, là rồi cũng không được nữa. Phải không? Người ta vô lầu xanh nhưng mà người ta không có gì sắc đẹp, vô dạo chơi vậy đó. Còn mình vô lầu xanh là thầu cái cô này đẹp quá, cô kia đẹp quá, là cũng không được, chết lớn nữa. Cái người thừa nhân của mình á, cô bác ơi, thấy một hai chỉ vàng là thích, trời ơi cái này có của không. Đi đâu kẹt kẹt mà có chỉ vàng là mình sắm, mình mua đồ này đồ kia ha. Bắt đầu tính toán, cái tâm tính toán là rồi là một chỉ vàng đã dính mắt rồi, không có được rồi. Rồi người ta chừng nào không còn dính mắt nữa thì xài một chỉ vàng, một cây vàng thì nó cũng không nhầm nhò chứ. Quá. Bởi vì nó khác là khác ở chỗ đó. Có người á, ta nói một ngày á mà ta nói xài 2-3 cây vàng thì cũng không sao. Nhưng mà ngặt cái có người xài một ngày 2-3 ngàn của người khác là đã chết lớn rồi. Chết lớn rồi đó. Cũng như cái máy này á cô bác ơi, cái máy này đang bơm nước nè, cái nới nước bây giờ khô cạn nè. Thì bây giờ cái máy này dù một ngày á, ta nói chạy cả 100 lít xăng rồi, cũng quý nữa. Tại vì cái đất của mình nó đang khô hạn nè, cần bơm nước nè. Thì cái máy này chạy một ngày 100 lít xăng nhưng mà có nước để cho mà cây lúa của mình sống rồi cũng được nữa. Phục vụ cái mục đích chính đáng của mình, phải không? Cái máy này nó ăn xăng quá ngày cả 100 lít nhưng mà không có cái máy này là sao? Ruộng lúa mình chết hết, bỏ hết. Phải không? Bây giờ phải cứu khô hạn cái đã. Thì một ngày nó chạy 100 lít xăng mình cũng chấp nhận nữa cô bác. Tại vì nó đang làm việc phục vụ cho mình, cái việc chính đáng. Nhưng mà ngặt cái máy này bỏ không rồi cô bác ơi, một ngày nó nghỉ ra 1 lít xăng mình cũng tiếc nữa. Phải không? Cái máy bỏ không đó. Mà ta nói ngày nghỉ ra 1 lít xăng cũng tiếc nữa. Tại vì sao? Tại vì cái việc này nó vô bổ.
Nó có lợi dưỡng gì cho mình đâu, thôi để không, không có chạy, không có bơm chút nước mà chứ, không có phát điện, không có làm chứ, mà nhà nó nghĩ là lít xăng của bác thấy tiếc không, rồi bác như chai luôn chứ làm. Để không mà cũng đi xăng, cùng cái máy, cũng cái máy đó, nhưng mà ra ngoài ngày chạy cả 100 lít xăng nữa, nhưng mà mình cũng không tiếc không, tại vì cái này nó phục vụ cho công việc của mình, nó phục vụ cho cái công việc của mình, vì thành ra là nó không có tiếc, nó có ích, cái việc làm nó có ích, phải không cô bác? Còn bây giờ mà giả sử như bây giờ cô bác mà xài 1-2 ngàn đồng của ta đi, trời ơi cái này mà của đâu trên trời rơi xuống sướng à, không khỏi làm mà cũng được 1-2 ngàn đồng nữa ta, mới nhặt mới lụm như của ai đó nha, mới mua đồ ăn uống gì cho nó đã coi, mười mốt rồi sao mà có 1-2 ngàn gì nữa mà xài nó khỏe, giả sử gì đó nha, rồi là 1-2 ngàn này xài là chết lớn, thấy không, cái tâm nó loạn động thật trơn rồi. Nó nảy lên lòng tham dữ lắm rồi, thấy không, nó còn giả sử như bây giờ gặp được 1 triệu này, trời ơi nhưng mà 1 triệu này bây giờ thấy đi qua đi lại đâu cả nửa tháng nay mà không ai lụm chứ, cái này chắc người ta quên mất tiêu và không biết rớt phút nào luôn rồi, bây giờ lấy 1-2 triệu này đi kiếm người nào nghèo nghèo đi cho ta cái là rồi thoải mái, thì cái này người này xài 1 triệu đó cô bác ơi, nhưng mà không có dính mắt thì không sao, cái đó là cách xài của ông tới công nữa, không có dính mắt rồi cho ta cái rồi thôi. Không có suy nghĩ cho cái này để mai mốt mình được phước hay gì đâu nha, mai mốt có ai góp nữa để mình lụm nữa để cho ta khác nữa đó nha, không có mong cái tâm gì chứ, không có bác, vô tình gặp xử lý một cái cho nó xong rồi thôi, nó cái tâm đó thì xài 1 triệu cũng được, còn cái tâm kia xài 1-2 ngàn thôi cô bác ơi cũng đã dính mắt rồi, nó khó là khó ở chỗ đó đó, không thành ra cái người mà ta nói mà đã sáng còn mắt tâm rồi đó, thì đôi khi người ta làm những cái sự việc gì đó cô bác thấy nó trái với cái lẽ thường lắm, nhưng mà ngặt cái đó nó lại không trái, tại người ta không còn dính mắt nữa rồi thì nó không có trái. Đôi khi cô bác thấy người ta người ta có thể là mua cái điện thoại xịn, mua chiếc siêu xe giả sử gì đó, nhưng mà cái người này là một cái ông mà nhà sư giả sử gì đó, người ta có thể là làm những cái việc đó, nhưng mà giả sử cái người này không dính mắt thì mua một chiếc siêu xe, một chiếc điện thoại cho nó cực phẩm này thì nó cũng không có dính mắt, giả sử gì đó, mình giả sử thôi nha, chứ bây giờ phàm tăng không là kiếm thánh tăng không ra đâu, mua vậy là chết lớn liền được. Nhưng mà ngày xưa cỡ như ông Tế Công cô bác ơi, ông mua sao ông đi sao cũng nhầm nhò chứ, tại ông không dính mắt. Không ông mua chơi chơi đó, ông mua để phá cái chấp của thế gian, không phá cái chấp của thế gian đó, có nghĩa là mình chấp đủ thứ hết trơn, thì bây giờ người ta phải phá chấp cho mình, ví dụ như bây giờ thôi mình chấp cái vụ mà ăn chay mới thành Phật đó, thì bây giờ ông Tế Công sao cô bác, ông ăn mặn. Ông ăn mặn mà ông vẫn sáng cái tâm là sao cô bác, cũng phá cái chấp cho mình đó. Phá cái chấp cho mình đó, tu hành trấn luận mặn chay đó, miễn tâm thanh tịnh khó nha cô bác, tâm thanh tịnh đó mới được đó. Tâm thanh tịnh rồi ăn đồ mặn đồ chay thì người ta tưởng tượng giống như là một cái vị thuốc để nuôi cái đói cho cơ thể thôi, không để trị cái bệnh đói cho cơ thể thôi, không thì tu hành trấn luận mặn chay miễn tâm thanh tịnh. Cái khúc đó mới khó đó cô bác ơi, miễn tâm thanh tịnh đó, ăn mà cái tâm có thanh tịnh không, nhưng mà hồi ăn mà thôi cái miếng thịt gà thịt vịt này ngon quá, thịt nó ngon biết nhiêu, ăn bữa nay cũng biết mời ăn món gì nữa đây, nhưng mà mời có ai cho gì nữa không, giả sử vậy đó, vậy là cái tâm nó không thanh tịnh rồi cô bác ơi. Khó là cái khúc sau đó, khúc sau là cái khúc giải nghĩa đó, miễn tâm thanh tịnh. Còn cái khúc đầu là cái khúc nói nè, tu hành chẳng luận mạng chắc, cái đó là phá cái chấp đó. Rồi cái câu sau mới là giải nghĩa nè, miễn tâm thanh tịnh gặp ngài an cư. An cư rồi đó cô bác ơi, phải an nha, ví dụ người ta nói an tọa đó, mà nhặt cái mình ngồi có an đó. Ngồi với cái tâm lăng xanh đó. Thường là đi nghe những cái buổi mà thuyết giảng giảng đạo gì đó cô bác ơi, người ta thường nói mời quý cô bác an tọa, hoặc là mời quý vị an tọa. Không cô bác, mà ngặt cái mình tọa có an, ngồi có an đâu cô bác. Hoặc là ta nói mình an ngọa là nằm ngủ yên nữa, mà ngặt cái mình có yên nó thâm lăng xăng chứ. Nói vậy chứ ai mà an ngọa là nào đó cô bác. Mà ngặt cái mình nói vui vui vậy đó, để mình thấy là nó khó an lắm cô bác ơi, khó an lắm đó. Miễn tâm mà an tịnh á thì sao mà an được. Nếu như mà cái tâm an tịnh á thì
làm ơn em trai giùm cái. Tại vì tu hành thì chẳng lượng mãi trai, thì cái đó là cái trình độ cao đó, trình độ cao đó của bác ơi. Đó, ví dụ nó thiệt với cô bác đó, bây giờ giả sử như mình nè, đó, bây giờ mình ăn mà cảm thấy mà bây giờ mình không có còn thèm thịt cá nữa, thì giả sử như cái bữa nào túng đồ ăn, mình ăn ăn đồ mặn cũng được, mình ăn không gì thèm nó thì không sao, giả sử gì đi ha, thì ăn không sao hết, đồ mặn cũng như đồ chay cái này bình thường không có gì hết, mình ăn để mà chống đói thôi, chứ không phải là mình ăn gì thèm con gà con vịt ăn thì cái chắc nó ăn không sao hết. Nhưng mà giả sử bây giờ còn đang thèm thịt gà thịt vịt nè, có ăn vô cho nó đã thèm hay gì đó thì thôi đừng có ăn. Ăn gì ham muốn đó, chứ mình đâu có ăn gì cái đói đâu. Chừng nào mà ăn gì cái đói mình ăn á, không có quan trọng cái này là thịt cá hả, là dưa leo tàu hũ rồi chứ, ăn vô thôi để trị cái đói thôi. Chứ không có gì mà ham ăn thịt con này con kia mình ăn, thì cái đó là tu hành cả lượng mạnh cao không có. Còn nếu không á thì dính mắt thì thôi ăn tàu hũ đi cho chắc ăn. Từ từ nó thấp lên, thấp rồi lên cao. Cũng ví dụ như mấy người mà còn thấp thấp á cô bác ơi, người ta chấp à, ăn chay á sao còn đặt tên đồ mặn. Ăn chay sao còn đặt tên đồ mặn, trời ơi cái đó là tội nghiệp cho những cái người mới sơ cơ cô bác ơi, người ta ăn chưa quen thì người ta đặt tên vậy đó để nhìn cái món đó mà tưởng tượng qua cái món mặn. Nhưng mà được cái là người ta đỡ sát sanh, nhưng mà cái tâm sát sanh thì vẫn còn nha, mới có ăn cái xác ở ngoài thôi. Ăn cái thân thôi chứ chưa ăn được cái tâm nha, nó ra đó là cái trình độ thấp. Người ta ăn cho đỡ thèm cái con cá lóc, hoặc là người ta ăn đỡ thèm cái miếng sườn non dê xào gì đó, giả sử gì đó, cái đó là cái trình độ mới sơ cơ. Sơ cơ chứ dám nói thấp quá, nói thấp bị chữ chết. Cái trình độ sơ cơ là cái trình độ mới, thấy không? Thì mình ăn vậy đó, nhưng mà nhặt cái mình không có mang tội sát sanh, mình sát trong tâm thôi, cái đó là tại vì mình còn mới, chưa có đủ cái trình độ tu tâm thì mình tu thân chứ. Thì bây giờ ăn, cứ ăn mà dê xào mà cá nướng hay gì đi, nhưng mà toàn đồ chay đặt tên gì đó, còn dịch tìm hay gì đó, nhưng mà toàn đồ chay không. Nhưng mà người ta cự mình, ta nói trời ơi, ăn chay rồi mà sao mà còn đặt tên đồ mặn, đặt tên bắt bửu tên này nói. Nhưng mà nhặt cái cũng thông cảm cho người ta sơ cơ mới. Cái người nào mà tu cao rồi không có bị chấp mấy cái vụ đó cô bác ơi. Cái người mà nào mà phản bác mấy cái vụ đó là nhìn vô cái là biết cái người này trình độ còn thấp chủng ấy. Nó thật là một câu gì đó. Còn cái người mà trình độ cao không bao giờ ta chấp mấy vụ đó đâu, thấy không? Tùy trình độ căn cơ của mỗi người thôi. Cái người mà trình độ cao rồi đó cô bác ơi, ăn con cá, con thịt, con vịt thiệt đó, còn không nhầm nhò gì nữa, chứ đừng có nói tới mấy cái vụ mà tên nói cái tên không. Mà nổi cái tên không mà còn dính mắt vậy là rồi đó, là mình biết cái trình độ tới đâu rồi. Cái này mẫu giáo hay gì, mẫu giáo trường làng hay gì rồi, thấy không? Còn cái người mà sơ cơ á là phải ăn vậy đó cô bác. Là tại vì sao? Bấy lâu nay người ta ăn đồ mặn không mà bây giờ mình chuyển qua đồ chay ăn không có nổi. Quá thành ra phải mua những cái món gì mà giống đồ mặn á, ăn cho nó đỡ thèm. Quá là người ta mới. Quá ví dụ như cái người mà mới di chuyển về cái phương trời nào xa lạ đó, thì người ta phải dọn cái căn phòng của người ta cũng hơi giống như là cái căn phòng mà lúc mà còn ở quê ở Việt Nam hay gì đó, nghe, dọn cái căn phòng ở nước ngoài, mình mới định cư nước ngoài gì thì dọn cái căn phòng sao mà có cái nếp hơi giống ở Việt Nam cho nó đỡ nhớ. Nhưng mà gặp cái mình đang ở nước ngoài không quá, nhưng mà dọn thì giống như cái mình cũng đang ở nước ngoài. Thì cái người mà ăn chay cũng vậy đó cô bác ơi, dọn cái món chay sao cho nó giống cái món mặn á, đáng chi quá, để cho nó đỡ thèm, đỡ nhớ món mặn. Nhưng mà ngặt cái mình đang ăn chay đó nghe, phải không? Mình đang ăn chay đó có nghĩa là mình đang ở nước ngoài đó, mình không có mang tội sát sanh, có nghĩa là mình không còn định cư ở Việt Nam nữa đó, không? Thì nó đỡ vậy đó. Rồi tới chừng từ từ cao lên là sao cô bác? Ăn chay, ăn chay đó, trình độ cao rồi thì chừng đó mình ăn chay rồi đó thì không có thèm đồ mặn nữa, thấy không cô bác? Thì cái giác đó người ta muốn đặt rồi, cái món chay đó là cái món con vịt quay, con heo quay gì đó kệ không mặc nữa, bây giờ tôi ăn chay hả? Còn ví dụ vịt quay, gà quay đó, người ta đặt rồi, tên người ta muốn đặt sao để phân biệt sao thì kệ người ta đi. Không có quan trọng nữa, quan trọng là mình ăn chay thôi, thương cái con vật đó đứt ruột thì nỡ lòng nào mình ăn nó, thấy không cô bác? Đó là cái trình độ cao rồi, trình độ cao rồi thì chừng đó là khỏe gu rồi cô bác ơi. Có thể nói mà cao hơn chút xíu nữa cô bác ăn mặn cũng được, không sao hết. Nhưng mà nói gì trong quá khuyến khích cô bác ăn mặn ăn chay được là quý rồi đó. Mà tới cái trình độ cỡ ông Tế Công á, ăn chay ăn mặn thì phải luôn thì không sao hết.
Giả sử như mà ăn chay rồi đó, mà tới cái bữa nào tao nói túng không có đồ ăn, tao nói đi cái chỗ nào nó heo hút, nó nghèo khổ quá, dân tình ở đó tao ăn mặn không, rồi giả sử vậy đó, thì vô gặp cái quán cái xá gì đồ ăn tao làm sẵn rồi đó, cứ ăn mặn đi không sao hết. Tu hành chẳng lượng mặn chay là ở cái chỗ đó đó, là mình trình độ cao rồi, mình ăn gì chống đói thôi, chứ không phải là mình gì ăn gì thèm con này con kia, thì cái đó trình độ cao rồi, anh không có tội lỗi gì đâu. Chừng nào mình ăn á, mà vì cái tâm còn ham muốn, thôi ăn con gà con vịt này cho nó đã miệng hay gì đó nghe, thì cái đó mới dính mắc, thấy không, bị mắc kẹt, mang cái tội, mà cái tội ở đâu có, tội từ tâm sinh ra, thấy không, cái tâm mình không có nghĩ tội sao mình có tội được, nhưng mà ngặt đó cái tâm của mình ham muốn còn thèm đồ ăn mặn này, thì cái tâm đó có tội, thấy không, cái tội từ tâm sinh, cái tâm mình nó sinh ra nè, nó bây giờ cũng gặp một người đó, nhưng mà ngặt cái nhìn mắc ghét, là nó có tội, phải không cô bác? Cái tâm của mình còn sân si nè, nhưng mà ngặt cái gặp một người đó thôi mình thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, cái giấc này mà còn làm việc tẩn mẩn ngoài đường, giấc này người ta đi ngủ chơi còn quét rác, giả sử vậy đó. Cũng một cái tâm đó, mình nhìn cái người đó mắc ghét rồi, cái tâm này có tội nè, không? Thiếu lòng từ bi hỷ xả, nhưng mà ngặt cái cũng ngay cái tâm đó, nhưng mà gặp cái người này đáng thương là cái tâm này của bác, tâm Bồ Tát. Đúng không, cũng cái tâm đó mà cái nó mang cho mình cái tội, mà cũng cái tâm đó nó mang cho mình cái phước, đúng không, nó mang cho mình cái đức, có đức rồi đó. Mình ta thấy thương là cái lòng từ bi của mình nó nảy nở rồi quá, đúng không, cũng một cái tâm đó mà thèm thịt thèm gà, là thèm xác giết chúng sinh ăn thịt nè, phải không đó. Nhưng mà cũng một cái tâm đó của bác, ôi bây giờ đói quá rồi ăn để chống đói cái đó, thấy không, chứ mình không có thèm gì mong muốn gì ăn con gà con vịt này đâu, nhìn nó thấy thương rồi chết xong nó ăn, nhưng mà ngặt cái đói quá là ăn cái đi, ăn để chống đói thôi, cái này cũng như là cái vị thuốc thôi, thì cái người đó ăn con gà con vịt thì cũng giống như ăn tàu hũ thôi, cái đó là trình độ cao hả cô bác, tôi giữ tâm nha. Cái trình độ cao rồi đó, nhưng mà khó ai được vậy lắm cô bác ơi. Khó ai được vậy, nếu như chưa được cái tâm mà tâm nó thoải mái thì thôi nhịn đói luôn cũng được, mà ăn vô mà nó mắc thèm cái nữa là thôi nó nguy hiểm lớn nữa, phải không cô bác. Còn nếu như mình không còn thèm nữa thì đồ chay đồ mặn thì không có còn quan trọng nữa đâu, bởi vì nó có câu là tu hành chẳng lượng mặn chay, không có lượng cái việc chay mặn, cũng như là cái việc mà cúng kiến vậy đó. Cái việc cúng kiến là để cho người ta nhắc nhở người ta hàng ngày, từ mình là người đạo Phật phải làm lành lánh dữ, phải ăn năn hối lỗi những cái việc của mình đã sai hay gì đó nghe, thì hàng ngày mình phải cúng lại hai buổi hai thời, phải không cô á, cúng lại nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ. Hằng hà tự nhắc nhở dữ hòa đó cô bác ơi, trong cái bài cúng tao biết đó, thấy không? Nhưng mà giả sử như người này hằng hà đang làm lành, đang lánh dữ, đang ăn chay, đang tích thiện rồi đủ thứ hết trơn, thì cái việc mà cúng lại cái ngày đó đâu có cần nữa cô bác, thấy không, đâu cần, chỉ sợ mình quên đó. Thành ra là phải cúng hoài, thấy không? Còn cái việc cúng lại mà cái người này nó đã giống như là nó thâm nhập vào tâm rồi, thì cái việc cúng lại bây giờ chỉ là phụ thuộc thôi. Cái này cũng lấy là cái ví dụ mà ngày xưa cô bác, xíu nó té rồi, rồi giờ này ngồi xuống cho đỡ mỏi cô bác ơi, nhiều chuyện quá, sáng sớm nói chuyện nhiều khi nói chuyện mà sao mà cơm nước rồi xong xuôi rồi đó cô bác, nghỉ ngơi chút xíu mà nói chuyện á, cái giấc đó là nó đầy đủ mà ta nói năng lượng á, nói chuyện dễ lắm, mà sáng sớm nói chuyện mệt rồi, tại cái mỏ mà nó nhỏ. Thì cũng như một cái đứa bé của bác ơi, bây giờ nó ham học quá rồi, sáng nào nó cũng cấp sách tới trường trơn á, nó lo tao nói dặn bài tập gì đầy đủ ngon lành trơn á cô bác ơi, thì có cần cái người cha người mẹ, con chuẩn bị đi học nghe không con, học bài chứ con, giả sử gì đó nha, thì cái người cha người mẹ này đâu có cần mà tao nói mà nhắc nhở cái đứa bé này nữa không cô bác, hồi nữa nó sắp xếp bài tập, nó học bài đồ ngon lành đâu đó kỹ cường là lưỡng cho là, thì người cha người mẹ này rất là khỏe, khỏi cần mà nhắc nhở gì nó cho nó làm được chơn rồi, nó làm xong được chơn rồi, thì khỏi cần nhắc nhở cũng được, phải không? Thì cái người đó cũng giống như là cái người mà hàng ngày mà cúng lại vậy cô bác ơi, thì bây giờ tạm thời khỏi cúng lại cũng được, tại vì nó tự ý thức nó được rồi, phải không? Nhưng mà ngặt cái ít được đứa bé vậy lắm, phải không? Thành ra là mới cần là phải là sáng chiều bình đẳng chứ lên, là sáng chiều phải cúng lại, là trong khi cái đứa bé này cô bác ơi nó làm biến học, không? Chút nó nhớ việc học, chút cái nó quên việc học, nó thấy cái gì chơi vui vui cái là nó quên mất tiêu rồi. Bởi vì bữa học bài bữa không, bữa thuộc bài bữa không, bữa ăn số 1, bữa ăn số 10. Thì cái này là sao cô bác?
phải cần phải nhắc nhở hàng ngày cô gắng học bài nghe không, sách vở bài tập về rồi gắng làm nghe không, cái nhắc nhở gì đó là hai cái thầy cúng đó cô ơi. À, vậy là dễ hiểu nhất. Tại vì có nhiều đó đó thì người nói thôi phải cúng lại đủ 2 buổi 3 buổi 4 buổi 5 buổi gì đó, còn có người thì sao ông thầy ông nói là khỏi cúng lại cũng được, là cái lý do là gì đó đó cô bác ơi. Đứa học sinh này nó ham học quá rồi, nó biết cái việc học này là nó quý, biết cái việc học này là nó quý, nó sẽ đem đến cho mình cái tương lai nè, mà mình học dở cái ta nói thầy cô gì người ta chê cười nữa, rồi tội nghiệp cha mẹ của mình nữa, giả sử gì đó, thì cái đứa học sinh là nó ham học dữ, nó có ý thức là nó ham học dữ, thì cái việc mà kêu nó học bài, nhắc nhở nó học bài thì cái việc này đâu có còn quan trọng bao nhiêu nữa cô bác. Trời ơi con mình đó, nó ham học gần chết luôn, nó lo lắng từng chút vậy đó, tập dở nó sắp xếp đồ ngon lành hết rồi, tới giờ là nó đi học đó. Mà tới giờ mình bận công chuyện gì thì nó cũng hối thúc mình để nó được đi học đó, thì sao cô bác. Trời ơi cô bác là có đứa con gì ở hết sức nè. Ông Phật mà ta nói có Phật tử nào mà được như vậy. Ông mừng hết lớn luôn. Không? Thì cái việc đó, cái đó là cái việc cúng lại thì nó không có còn quan trọng nữa rồi. Tại cái đứa học sinh này nó lo lắng quá rồi. Không? Nó lo lắng cái việc đạo quá, suốt ngày nó lo suy nghĩ cái điều hay lẽ phải, nó lo giữ tâm gần chết luôn rồi. Thì cái việc mà cúng lại thì nó không có còn quan trọng nữa rồi, nó trở thành phụ thuộc rồi, đó quá. Không có còn quan trọng nữa. Không? Nhưng mà giả sử cái đứa này á, cái khúc này là phải nhắn tới nó lưu hoài nha cô, để cho nó nó dễ gõ cái nghĩa nha, tại vì nó cũng hơi lắng tấn á. Thì thành ra cái đứa học sinh mà ta nói nó làm biến học bài, ta nói bữa nhớ bữa quên, thọt nhớ thọt quên gì tùm lum tà la đó, thấy không, bữa thì vui chuyện này, bữa bấm điện thoại hay gì quên giờ học luôn đó. Thì cái đứa học sinh này đó, hàng ngày cha mẹ phải nhắc nhở nè, sáng 6 giờ rưỡi cấp sách đi học nghe không, bài vở chuẩn bị xong chưa, đó, tập sách bữa nay là cái lịch học là sao, nó soạn sách nào đem đi, giả sử gì đó cô bác, thì sao. Thì hàng ngày phải nhắc nhở nó, tại vì cái người cha người mẹ này biết con mình ta nói là biến học rồi. Nó nhắc nhở cho nó, không cô bác. Thì hai cái bài cúng này không thể bỏ được nữa cô bác, không thể bỏ được đó. Những người Phật tử là sáng chiều phải cúng đó, cúng lại đó, cái người đạo Phật giáo hòa hảo đó cô bác, là sáng chiều phải cúng, sáng cúng chiều cúng, sáng cúng chiều cúng gì đó, là không có bỏ được. Cái đứa học sinh này tại nó mê chơi quá rồi, chút xíu nó nhớ cái việc học, chút xíu nó quên việc học đó. Thì cái đứa học sinh này bắt buộc là nó phải là sáng cúng chiều cúng. Còn cái đứa học sinh này nó ham học quá rồi, chắc nào nó cũng nghĩ đến cái việc học của nó, nó thấy cái việc đó là quan trọng rồi, nó giữ tâm nó từng chút vậy đó. Thì cái việc cúng chỉ là phụ thuộc thôi, cúng cũng được mà không cúng cũng được. Tại giác nào nó cũng hằng nghĩ tới cái việc học, cũng giống như là hằng nghĩ tới cái việc tu sửa hết rồi. Thì cái việc mà cúng lại thì nó chỉ là phụ thuộc thôi. Chỉ sợ là nhiều khi á cô bác ơi, thấy người ta giả bộ cúng lại lại để cho người ta khen á, mà ngay cái trong tâm nó gối nùi. Cái kinh giảng có cái đoạn sao cô bác, mặt ngoài mà gượng gạo bẫy bui đó, cái trong tâm thổi tim thổi mà gối nùi như tơ đó. Mình làm cái gì bề ngoài để cho người ta thấy ta khen, không có thiệt tình vậy. Bởi vì cái ngoài thì nó không có quan trọng, quan trọng là ở bên trong á. Bên trong á, cái người đó có tu sửa hay không đó. Còn cái việc mà ở ngoài mà xá xá cúng lại thải gì, thờ phượng người ta nói cái ngôi thờ nó bóng toán hết trơn đó nha, nhưng mà ngặt ở trong không sửa, trong tâm không sửa. Thì những cái bề ngoài thì làm để cho nó mướt sự, để cho người ta nhìn, ta thấy ta khen vậy đó. Nhưng mà ngặt cái coi chừng ở trong tâm á. Ở trong coi chừng đó. Coi chừng nó bụi tùm lum hết trơn đó. Cái ở ngoài thì bóng loáng nha, nó khó gì đó, bởi vì cái thời mặt khác mình lại gì đó cô bác ơi, mình chú chú trọng cái hình tướng ở bên ngoài không à, thấy cái người nào đẹp đẹp đạo cao đức trọng, không có. Còn cái người này xấu xấu là nó đơn thuần, nó bình dị quá, thì cái người đó là nó bằng hàng mặt hàng gì đó. Nếu so sánh về cái đạo là gì đó cô bác ơi, nhưng mà ngặt cái láng mướt quá là coi chừng đó, có cái bộ vỏ không đó nha cô bác. Người ta nói sằng sùi vậy chứ coi chừng đó. Coi chừng người ta không có chú trọng bên ngoài thì người ta được bên trong đó. Mà coi chừng người ta nói sằng sùi quá rồi, cái dạng mà ở dơ làm biến không biết chừng nữa. Nó khó không cô bác. Nhưng mà ngặt cái cô bác cẩn thận nhất là mấy cái vụ mà bóng loáng đó. Trao chuốt bề ngoài đó. Trao chuốt bề ngoài là chết lớn đó. Tại vì bây giờ cái thời mặt pháp rồi cô bác ơi, cái vỏ bề ngoài không. Thì thành ra là dễ bị lầm lắm, cái vỏ bề ngoài không à,
dọn bề trong mới gọi đẹp xinh. Ông biết thầy có biết là dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, có nghĩa là đẹp ở trong tâm của mình đó cô bác ơi, cái dọn dẹp ở trong tâm của mình đó. Nhưng mà nhặt cái mình đâu có chịu dọn bề trong, mình dọn bề ngoài không? Không dọn bề ngoài không ha. Ông cho biết nè, sát trần tục như cây cạnh thến, bào để hoài ắt phải tiêu mòn. Rồi cái nào rồi sau nữa đó, đẻo với bào riết nó cũng tròn, tới chừng đó trông vào rất tốt. Cũng giống như cái cây vuông đi cô bác ơi, cái cây mà ta cưa mà nó vuông bốn cạnh cho nó ha. Đó, bây giờ là cái người mà có cái tâm bất thiện ấy, hoặc là cái người chưa biết đạo của cô bác ơi, cũng giống như cái cây cạnh khến không, có nghĩa là cái người mình ôi con sâu này, để dục con sâu bị bờ, con sâu này nó cũng giống như là cái cây mà cạnh khến không đó cô bác ơi, có nghĩa là mình gặp ai cũng săn cũng si, gặp cái chuyện gì cũng tham lam, cũng giành giật được hết, là cái đó cũng giống như là cái cây cạnh khến vậy đó cô bác, phải không? Có nhiều cạnh nhiều khến, phải không? Có con sâu nữa nè, cái dục cho nghe, không ai nói chuyện mà vô duyên như mình đang nói chuyện nói về con sâu, dục vô bờ nghe, để nó ngứa. Trời ơi, nói chuyện chứ gặp con sâu phải dục vô bờ để nó ngứa chứ. Trời ơi, cái trên điển là xong rồi nhạc con, cho cô bác ơi sâu lông không à? Dục cái bờ cho nó nha, dục luôn, hồi quên nói tới khúc nào nó tới nó lui nữa, thôi dục luôn luôn. Thì mình hồi ở đây con nó nè, hồi luôn cái này, cái cây này nguyên một ổ sâu rồi cô bác ơi, ngứa quá xa sâu rồi. Hồi ở đây con nó nè, để nguyên cái đọt này đây, để nó ngứa là gãi dữ lắm, không con sâu lông này nó ngứa. Để cho xong cái chỗ này đi rồi nói tiếp. Thôi vậy đi, con sót một hai con kể nó đi. Hồi nãy nói gì mất tiêu rồi, nói gì cái gì mà cảnh khến. Con má còn quay hôm nãy giờ lâu quá rồi. Còn quay của ai? Nhờ cái máy này nó chống rung tốt nha chứ. Nãy giờ nó quơ tam xào rồi bà thế chứ. Biết đường đâu mà có. Mà cái này chủ yếu nghe âm thanh chơi cho nó vui cô bác ơi. Mình cũng giống như bè bạn với nhau, ngồi trò chuyện với nhau chơi vậy thôi. Mình cũng có nhân viên. Còn nếu không có nhân viên thì nghe sao nổi. Ngủ gục chân rồi. Nói có gì đâu mà vui mà hay. Phải chi mà có năng khiếu á, nói cô bác vui vui á. Nhưng mà nhặt cái gì mà nó vui tai quá cô bác ơi. Nó cũng nguy hiểm nha. Cái gì mà vui tai quá đó, không biết nó có thiệt hay không, người ta có bài vẽ hay không. Cái gì mà nó chân thật đó cô bác ơi, là nó bình dân dữ lắm. Nó chân thật là nó bình dân dữ lắm. Còn cô bác coi, ví dụ như cô bác coi live show rồi nghe, mấy đứa trẻ nó trả lời tao nói mướt gượt đó, nó trả lời mà mình cười gúng gúng rồi nghe, là cái đó là người ta có sắp đặt đó cô bác ơi, để cho cái chương trình nó thêm phong phú, rồi cái chương trình thu hút được khán giả. Thì những cái gì mà lên live show rồi đó cô bác ơi, cô bác thấy trực tiếp hay gì đó, nhưng mà thật sự người ta đã có đạo diễn hết trơn rồi. Tới cái đoạn nào đó là khán giả là phải vỗ tay, cái đoạn nào đó là ở trên đó là ban giám khảo phải nói câu gì rồi cái thứ thí sinh phải nói sao vậy đó, ta có kịch bản trước hết rồi. Tại vì cô bác biết á, mình có một vài cái người quen á cô bác ơi. Học trên thành phố á, rồi bắt đầu sau cô bác người ta mướn vào những cái hội trường để mà coi mấy cái game show đó. Mướn một cái buổi game show trong cái chương trình game show đó là 50.000, 100.000 gì đó. Tới cái đoạn nào là phải vỗ tay. Người ta có sắp đặt gì đó. Rồi tới cái đoạn nào là phải huýt sáo, phải la lên, phải ồ lên. Trời ơi, cái đó có thiệt đó, mình nói dốc của bác đó. Mướn đó 50.000 hay là 100.000 gì một buổi trong cái chương trình game show đó của bác ơi. Vỗ tay giả, ồ giả, huýt sáo giả. Không chỉ là những cái gì, những cái câu nói gì của người ta có sắp đặt hết rồi. Thì những cái mà cô bác thấy hấp dẫn gì đó, đôi khi lại là cái những cái nó không có thiệt, không có thiệt tình của bác đâu. Nhưng mà cái đó là cái chương trình của TV mà, mình đâu có chấp được. Nó làm gì phải có mới thu hút được khán giả. Nhưng mà đôi khi mình tưởng thiệt không đó. Cái người xem bình thường đó, cô bác ơi, thấy cái gì cũng thiệt, nên là mình làm to rồi. Mình làm to rồi. Mấy cái chưa đứa bé nó có chút xíu tuổi, làm sao mà nó có cái trình độ mà nó nói cái chuyện mà như được như cái người lớn của mình coi mà phải ngạc nhiên quá. Không được gì đâu. Không, mấy ông đạo diễn tao nói cái đầu có sạn trơn rồi đó. Mấy cái nhà dàn dựng rồi đó, đầu có sạn trơn rồi đó. Nói những cái câu nhiều khi nghe nó rất là vui tai, nó rất là hóm hỉnh, nhưng mà cái giả không. Mình thích
thiệt đó, thì cái gì thiệt thì nó rất là bình dị, nó không có cần cái gì mà nó không có cần cái gì mà nó quá là nó suôn sẻ, nó văng qua nó ấy gì đâu cô bác ơi. Vì do mình thích vậy đó thì thành ra người ta nó làm gì cho mình coi. Rồi tại cái tâm của mình, mà giả sử như mình thích vậy á, mình mới kiếm mấy cái chương trình đó mình coi, phải không cô bác? Cái tâm chiêu cảm, phải không? Còn cô bác nào thích nghe cái gì bình dị á, đó, thì cái tâm cô bác cũng đã chiêu cảm rồi. Bởi vì cô bác đôi khi rồi cũng phải tự hào. Tại sao biết bao nhiêu những cái chuyện nè, ví dụ như người ta nói cái này cái kia nó hay quá, cái chương trình này chương trình kia nó hay quá, mà tại sao mình không coi xem? Nhưng mà khi người ta lại nói về cái đạo, người ta không có năng khiếu, nói dở gần chết, nhưng mà nói về cái đạo cô bác lại thích nghe. Rồi khi cô bác cũng phải tự hào về cái điểm đó. Tại sao nói về cái đạo là mình thích nghe nè, không? Ví dụ như bây giờ đây, người ta đang nói về cái thuốc trừ sâu, người ta nói về cái thuốc trừ sâu quá hay luôn, cái thuốc sâu, thuốc chuột gì đó, thuốc độc không đó, là mình thích vậy. Nói quá hay, nói nó xuôi dân, ta có học thuộc lòng hay gì, ta có năng khiếu gì, ta nói quá hay, mình thích nghe. Rồi trong khi người ta lại nói về cái trái sầu riêng này, nhưng mà cái ông nói sầu riêng này, ông cà chặt cà ruột này. Nói về cái chất ngọt của cái trái sầu riêng, mình trồng sầu riêng được cái gì, gì đó là một bên là chất độc, một bên là chất ngọt đó. Bây giờ mình thích nghe bên nào? Nếu như cái người mà thích ngọt ngào đồ đó, cô bác ơi, thì ta thích nghe sầu riêng. Thì còn có người nào mà thích mà thuốc độc hay gì á, thì người ta lại thích qua bên cái thuốc trừ sâu, thuốc chuột rồi đó. Dù mình không có nhu cầu xài, nhưng mà ngặt cái nghe người ta nói nó suông văng, nó hay quá, thì mình nhảy bên đó mình nghe liền đó. Rồi cái tâm chiêu cảm, nghe không? Chứ mình thì không có liên quan tới cái vụ mà thuốc sâu, thuốc chuột, nhưng mà nghe người ta nói về cái vụ đó mà ta nói nó suông văng, nó hay quá, mình thích mình nghe. Còn nói bên mà cái thiện nè, bên cái ngọt ngào nè, nghe không? Bên cái trái sầu riêng nè, có chất ngọt nè, nhưng mà ngặt cái mình không có muốn nghe. Nó là cái đó là cái tâm chiêu cảm đó cô bác ơi. Qua cái đó thôi mình cũng đánh giá được chính mình rồi đó, phải không? Nếu như mình thích nghe những cái gì về đạo lý đạo Phật, thích những cái gì chân thật đó, thì cô bác cũng nên mừng, cô bác nên mừng đó. Là tại vì cái tâm của mình nó hướng về bên này, nó thích bên này đó, là cô bác cũng có căn duyên. Bởi vì ông Đức Thầy ông nói là duyên lành rõ được khùng điên, có nghĩa là duyên lành là mới hiểu được ông. Cái người thường hiểu không nổi cô bác ơi, hiểu không nổi đó, thấy vậy đó, thấy vậy đó, chứ không có hiểu được đâu cô bác ơi, không hiểu tới đó, hiểu được con khúc rồi. Nói mấy cái câu mà tu không cần lại cần quỳ, hoặc là tu hành chẳng lựng mạng trai đó, mấy cái câu đó là thấy là không hiểu rồi đó, phải không? Nhiều người không hiểu đó, tại vì đem cái câu đó ra mà bàn cãi với nhau hoài đó. Là nổi bao nhiêu đó thôi, là không có thấy là duyên lành rồi, là không có thấy đủ duyên với ổng rồi đó. Thấy khó không? Khó. Dễ mà khó, khó mà dễ. Còn giả sử như cô bác với mình có cái nhân duyên đó, thấy không? Mình nghe với nhau thì nó dễ dữ lắm. Còn thiếu cái nhân duyên rồi đó cô bác ơi, coi mấy cái nào mà du lịch khám phá mấy cái vụ mà ma quỷ ma cỏ gì đó, cái chỗ đi chơi ăn nhậu gì đó, trời ơi coi vậy, phải không? Thiếu cái duyên với nhau rồi nó khó, thiếu cái duyên cái đạo rồi nó khó, phải không cô bác? Đó. Bây giờ giả sử như cái đạo với cái đời, mà giả sử như một ngày mình coi được 5 video đạo, 5 video đời, thì mình cũng mừng mừng đó cô bác ơi. Cái này là học sinh trung bình, nhưng mà nhặt cái học sinh này đó cô bác ơi, nghe mà 6 đời mà 4 đạo đó là rồi đó, học sinh là học sinh yếu rồi đó. Mà coi ta nói mà 10 đạo mà 10 đời mà không có miếng đạo nào trơn đó là rồi đó. Học sinh này thôi, ở lại lớp là chắc chắn 100% rồi đó. Là rồi đó, thằng nhà mình nghe chuyện đạo nhiều hay là chuyện đời nhiều cô bác, từ rút kinh nghiệm đó nha. Nếu cái người đạo mà thật tâm mà thích cái đạo, hướng về đạo, thì mình phải nghe đạo nhiều hơn đời, phải không cô bác? Thì nó mới đúng. Nếu cái người cha này là thật cha mình đó cô bác ơi, mình phải thương yêu cái người cha mình hơn là cái người cha hàng xóm, phải không? Giả sử như bây giờ mình thương cha mình năm, thương ông hàng xóm năm, thì cái tình cảm này nó mới trung bình hả cô bác ơi, trung bình ha. Còn giả sử như mình thương cha hàng xóm tới 6 mà mình thương cha mình có 4 mà, là cái này là cha rẻ đâu phải cha ruột cô bác ơi. Cái người con này người con bất hiếu. Ông cha mình ông cũng hiền với mấy cái người kia như đó, như mấy cái ông hàng xóm như đó, mà ngặt tới tại sao mà mình không thương cha mình bằng cái ông hàng xóm, không? Cái này con ghẻ hay gì rồi, không? Cái cha mình mà ông kia ông ác, ông đánh ông đập gì đó, ngặt cái ông cha mình ông nói lời hay tiếng tốt không à, mà mình không chịu, mình lại chịu ông hàng xóm hơn,
không có, ông Phật là ông dạy gì có lời hay lẽ phải. Vậy thì những cái gì mà liên quan tới ông Phật đó, liên quan tới cái lời hay lẽ phải mà tại sao mình không nghe, mà lại thích nghe mấy cái chuyện mà ma quỷ, mấy cái chuyện quỷ quật, mấy chuyện vui chơi không? Mà ngặt đó, ông Phật ông nói là giống như cái chuyện đời như là cái chuyện lửa cháy đầu, cái việc sinh tử đó, nó gấp dữ lắm. Mà mình lại thích chuyện vui chơi nhiều hơn. Vậy là mình trái ngược với cái điều dạy của ông Phật rồi, nghe không? Còn Đức Thầy ông nói tu kiếp kiếp nếu không quá trễ. Mà ngặt cái mình suốt ngày mình coi cái việc vui chơi không, là mình đâu có kiếp kiếp, đâu có gấp gấp quá, không? Là mình cũng trái theo cái lời của ông Đức Thầy rồi, nghe không? Là nó đã chặt rồi, phải không cô bác? Mà giả sử như bây giờ vì nhiều cái nó quyến rũ mình quá, thì ít nhất á, mình xem 5 cái video đạo, thì mình hãy xem 5 cái video đời, phải không cô bác? Là mình mới có trung hòa. Cô bác ơi, cái này 5 năm, 5 ăn 5 thua đó. Cô bác, nó coi cái nào nó lắng động nhiều hơn, đúng không? Và sợ rằng những cái tiền kiếp của mình á, chưa có nhân duyên với đạo, mà bây giờ mình cà lơi nữa là rồi là nó đi luôn đó. Giả sử như tiền kiếp của mình đã làm quá nhiều cái việc tội lỗi rồi, nhưng mà cái kiếp này á, giống như cái kiếp chót mình còn được hưởng sung sướng, được hưởng cái thân người, mà mình còn không biết quý nữa là rồi nó đi luôn đó nha cô bác. Thì thành ra là ít nhất mình là cái người đạo thì cũng xem, nghe, tìm hiểu những cái gì bên đạo nặng hơn bên đời thì nó mới đúng, phải không cô bác? Đó, mình là con của ông cha của mình thì mình phải kính trọng, thương yêu, nghe lời ông cha của mình hơn ông cha hàng xóm. Vậy thì mới đúng cha mình. Ngặt cái mình thương yêu, kính trọng, nghe, để ý, tìm tòi, học hỏi của ông hàng xóm không là rồi. Trong khi cha của mình là đâu có thua gì ông hàng xóm đâu. Cô bác thấy là ông Phật á, cái chuyện về đạo Phật á, bên đạo Phật á, ông Phật á, đâu có thua bất cứ người nào. Giỏi, từ bi, hỷ xả đầy đủ cho cô bác cũng biết như vậy. Nhưng mà ngặt cái bên kia nó ly kỳ, nó hấp dẫn quá. Cái mình chạy sang bên kia cho mà quên ông cha mình. Thời ơi, ông ngồi ở nhà, ông buồn sao? Không lẽ nói bây giờ ông Phật buồn so thì nó chặt lắm. Tại ông Phật thì ông đâu có còn mà động tâm nữa. Nhưng mà mình nói để mình cảm nhận được như vậy đó cô bác ơi. Mình tưởng tượng vậy đó nha. Đó, ông Phật ở nhà ông mình ông buồn so. Tại vì mình đi qua nhà hàng xóm chơi xong, cái chuyện gì nó lạ lạ chút xíu, ta đi tầm ma kiếm quỷ gì đó, cái chuyện kể hồi xưa gặp ma gặp quỷ gì đó, cái chuyện quyền bí gì đó, cái chuyện núi sắp nổ hay gì đó, thôi mình nghe khoái lắm. Là mình đi theo ông hàng xóm mất tiêu rồi cô bác ơi, cái tâm nó chạy lăng sang tuốt ở bên ngoài rồi, tâm duyên ý mã mà ta nói biết gì rồi mà không có chịu giữ, không chịu giữ nó, không có buộc nó lại. Cái nhà thiền là người ta giữ có con trâu chẳng ai đó, còn cái thường nhân của mình giống giống như là người giữ cái đàn vịt vậy đó. Thôi vậy, cái tâm này nó chạy nó còn giữ hơn con trâu nữa. Nó chạy tao nó tán lạ bên trên. Nó chạy tùm lum tà la cho nó, cái này cũng giống như là một bầy vịt lạc vậy đó cô bác ơi. Nuôi khoảng chừng bầy chừng trăm con rồi mà nó chạy trăm hướng vậy. Cái này là dữ dội lắm luôn, mà mình biết vậy mình không có lo sợ gì chứ, không biết lo giữ cái đàn vịt của mình mà nhặt cái mình còn kiếm vịt thêm mình đem vô nữa, không có cho nó chạy còn giữ nữa. Bữa nay lướt cái này cái thêm con vịt nữa, bữa kia lướt cái kia cái thêm con vịt nữa, bữa nọ lướt cái nọ cái thêm con vịt nữa. Trời ơi, nguy hiểm chưa. Cái khó là khó gì đó, giữ tâm cô bác ơi, giữ tâm mà thấy cái việc đạo nó quan trọng hơn là mới đúng nha. Cái người có đạo á, trong nhà mình có thờ Phật hoặc là thờ Đức Thầy thì sao mà coi việc của Đức Phật, của Đức Thầy nó nhiều hơn cái việc của bên ngoài mới đúng nha. Còn nhà mà có thờ ông Đức Phật hả là ông Đức Thầy gì đó mà ngặt cái suốt ngày mình coi cái chuyện ngoài đời không đó, là nó thiệt à. Cô bác cũng đừng có mong mà gặp mấy ổng chứ. Mong về cõi Phật rồi gặp Phật hay gì đó nha, là về bển ổng nhéo lỗ tai mình. Ổng đánh vô mông mình á, chứ đó mà gì mà trăm, nó quá. Chứ trăm cái gì? Giống như ông thầy của mình đấy, ông thầy dạy võ đi. Bây giờ mà dạy học sinh á, mà ngặt cái đứa học sinh của mình không tập võ cô bác ơi. Bây giờ nó chuyển qua nó tập dưỡng sinh hay gì rồi. Không? Suốt ngày nó tập dưỡng sinh, nó tập aerobic gì không à. Thì sao cô bác? Thì nó có chăm nó gặp ông thầy không? Tới chừng mà ông thầy ông trở về đó cô bác ơi, ông khảo nghiệm cái là rồi đó. Trời ơi, sao mà ta dạy võ công mà ta nói cửu âm tăng kinh, cửu dương tăng kinh gì đó, thấy không? Gián lâm thập bát trưởng gì đó. Rồi sao mà bây giờ mà chuyển qua mà aerobic mà tập dưỡng sinh hết trơn rồi. Kỳ vậy cô bác? Kỳ vậy sao thấy mà bay tàu mà tập dưỡng sinh với tập aerobic không kỳ vậy? Thấy không? Rồi nhảy hip hop gì kỳ vậy?
là nó chặt rồi, phải không quá? Trời ơi, ông thầy của mình ông dạy giáng long thập bát trưởng, bát trưởng mà sao mà bây giờ mà qua cái vụ kia rồi, đó là nó chặt rồi, phải không quá? Mình cũng giống như là cái người bên đạo Phật vậy đó, nhưng mà tại sao bây giờ lại không coi nghe xem và tu đạo, tu bên đạo Phật? Mà ngặt cái mình coi nghe xem cái tin tức thời sự chính trị, cái chuyện quyền bí tâm linh gì đó, không cái chuyện gì đó nó không có liên quan đến cái việc của ông đức thầy đức Phật dạy chứ hả? Kỳ á, ngộ quá ta, phải không? Cô thấy không, nó kỳ không? Mà bây giờ không phân tích ra thì thấy nó không có kỳ á nha, thấy bình thường. Nhưng mà cô phân tích ra coi thấy nó kỳ dữ lắm rồi, phải không? Nó chặt lắc rồi. Mấy cái này là ông đức thầy đức Phật ông đâu có chỉ mình suốt ngày mà cho cái tâm nó chạy theo những cái bên ngoài không đâu. Không? Hãy ráng tu tâm dưỡng tấm lành, không? Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Mà ngặt cái tâm của mình nó có bình có tĩnh đâu cô bác ơi, nó lăng xăng thì sao cô bác? Thì phát quạo, không? Tâm mà không bình tĩnh được thì phát quạo, không có chuyện gì mình cũng sân si được chân cô bác ơi. Cái chuyện nào đến với mình đó, cái chuyện tốt chuyện xấu gì đó, cho nói cái tâm của mình nó cũng nhảy lăng tăng lung tung cà len ben chứ, không? Vậy thì cuối cùng rồi đó cô bác ơi, cái học sinh là học tới học lui cuối cùng cũng ở lại lớp rồi. Mà cũng đừng có trông gặp ông Phật chứ. Ông gặp mình là ông đánh đòn, ông gặp mình là ông nhéo lỗ tai đó. Cũng đừng có trông gặp mấy ông làm cái gì, không? Phật trong tâm nè, chứ không sao. Nghe nói cái gì lạ lạ cái mình chạy đi câu trả lời rồi cũng chết quốc luôn. Mà ngặt cái chuyện ngoài đời mình đem vào tâm mình nhiều quá thì nó cũng chết quốc luôn, không có. Người học đạo, người biết đạo là phải nghe đạo, coi đạo, xem đạo và tương mà ta nói suy nghĩ á, tưởng nhớ về cái đạo nhiều là quý. Mà chỉ sợ mình tưởng nhớ, mình xem coi những cái chuyện đời nhiều thì cái đó là nó hình như nó lạch lạch rồi đó nghe. Ông cha mình là mình phải để ý nhiều hơn ông cha hàng xóm quá. Cái chuyện đạo là mình phải coi xem nhiều hơn mấy cái chuyện đời thì nó mới quý hơn quá. Chứ thôi là coi chừng nó đi tuốt luốt đó. Đừng cho mà cái gì đừng cho ma dương dẫn dắt đó cô bác ơi. Trong cái kinh giảng cái đoạn đó, mình quên mất tiêu rồi. Ma dương dẫn dắt có nghĩa là những cái ý niệm xấu hoặc là những cái ý niệm về cái đời đó cô bác ơi, chuyện đời á, thấy không? Nó làm cho mình suy tư hoài đó, làm cho mình mà cầm cái điện thoại mà quẹt quẹt để coi nó hoài đó. Đó, đó là cái ma dương dẫn dắt mình rồi đó, thấy không? Đừng cho ma dương dẫn dắt. Chứ đừng cho ma dương dẫn dắt đó cô bác, trong kinh giảng cháu biết rồi đó. Rất là khó. Tại vì nó kích thích mình lắm. Cái chuyện lạ, cái chuyện đó để coi nó có sao rồi, sao rồi, sao rồi đó. Mình theo dõi hoài đó là nó dẫn mình đi mất tiêu luôn đó. Thôi quay về nghe cái chuyện bên đạo, coi cái chuyện bên đạo là nó quý rồi. Rồi tới đây ngừng luôn đó cô bác.